chương 451, mỹ nữ tổng tài điện báo. Thậm chí bởi vì đến gần đưa thơ tình tặng lễ vật nữ sinh quá nhiều. Trần Tử Bình sớm đều đã có chút phiền không thắng phiền. Ở không có thể hội quá bị đông đảo nữ sinh theo đuổi ái mộ người thường trong mắt xem ra. Chỉ biết cảm thấy thu được nhiều như vậy thư tình cùng thông báo là kiện thực sản sự tình. Chính là đưa ngươi chân chính nổi danh, thật sự có được số lượng khổng lồ nữ fans thời điểm. Người mới có thể biết nguyên lai like nữ fans cùng nhiệt lên sẽ cỡ nào mà điên cùng cùng không thể tưởng tượng. Như là Trần Tử Bình ngày thường đi ở vườn trường bên trong khi mặc kệ đi nơi nào đều đến mang theo mũ khẩu trang, ngụy trang một chút chính mình hình tượng. Nếu như bằng không, một khi bị cái nào yêu thầm hắn nữ sinh phân biệt ra tới lúc sau, khi khẳng định sẽ dơ di động một đường đi theo chụp lén. Tại đây loại vô số camera nhắm ngay ngươi vẫn luôn quay chụp trạng thái hạ. Mặc cho ai tới khẳng định đều sẽ tâm tình thực bực bội. Cho nên lúc này trận này đối với những người khác tới nói có thể là cầu còn không được ký túc xá quan hệ hữu nghị. Đối với Trần Tử Bình mà nói lại chỉ là một lần có thể có có thể không bình thường xã giao tụ hội. Mà Vương Tân một cái này, hãnh diện, một từ, liền dùng đến thập phần xảo diệu. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng mà biết. Trần Tử Bình nếu đáp ứng rồi đi nói. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị Lý Tiểu Lan mấy cái bạn cùng phòng vây lên các loại nói chuyện phím đến gần. Trần Tử Bình biết rõ muốn ứng phó nhiều như vậy nhằm chán quanh quanh Yến Yến đều còn đồng ý đi nói. Khi tuyệt đối là xem ở mặt mũi của hắn thường. Rốt cuộc nếu lần đầu tiên đưa ra ký túc xá quan hệ hữu nghị, kết quả Trần Tử Bình liền không đi tham gia nói. Khi Vương Tân Mục ở Lý Tiểu Lan bên kia ký túc xá, ngủ trước nghị luận đại hội, thường năng lực cá nhân hình tượng tuyệt đối sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Rốt cuộc bọn họ ký túc xá tổng cộng liền mới ba người, nếu là này đều mời không đến tới tham dự tụ hội. Chẳng phải là bị người nghĩ lầm Vương Tân Một cùng Trần Tử Bình không làm tốt ký túc xá quan hệ. Trần Tử Bình nghe được Vương Tân Một hỏi chuyện sau, cũng duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thôi đi ngươi, chúng ta chi gian quan hệ đến nỗi như vậy khách khí sao? nếu là ngươi cùng ngươi bạn gái tổ chức lần đầu tiên tập thể quan hệ hữu nghị hoạt động ta liền tính lại vội cũng đến rút ra thời gian đi tham gia được đến trần tử bình khẳng định hồi đáp vương tân một đốn khi cũng là hỉ cười mi khai mời tới rồi trần tử bình sau vương tân một lại ngay sau đó triều lưu tráng giường ngủ thượng nhìn liếc mắt một cái có chút kỳ quái hỏi di trần ca đại tráng ca như thế nào còn không có trở về sao không biết a à, ta sao các ngươi đều trước ly tràng muốn nói đêm nay cùng hắn ở bên nhau thời gian phỏng chừng ngươi đều so với ta còn nhiều bất quá ta phỏng chừng hắn nha đại khái xuất đều hẳn là đi võ thuật xã rèn luyện thân thể học tập tán đánh vật lộn đi Trần Tử Bình tuy rằng chỉ cùng này hai cái bạn cùng phòng ở chung hơn phân nửa tháng thời gian. Chính là lẫn nhau là cái dạng gì tính cách, đều đại khái đã hiểu biết rõ ràng. Lưu Tráng tính cách tương đối trầm ổn thành thật, nhưng là chỉ cần hắn nhận chuẩn sự tình, hắn nhất định sẽ một con đường đi tới cuối. Hắn hôm qua mới vừa mới gia nhập võ thuật xã, đầu nhập vào 12 phần tinh lực đi huấn luyện. Phỏng chừng ở không có trải qua vài lần suy sụp ma rất nhuệ khí phía trước, hắn hẳn là đều là sẽ không gián đoạn đình chỉ. Phía trước Trần Tử Bình bởi vì chỉ nắm giữ có một bộ quân thể quyền duyên cớ, tầm mắt còn chưa đủ cao hắn chỉ có thể cảm thụ ra bản thân cùng cái kia học tỷ giải vũ nhạc chi gian đại khái cách đấu trình độ trên lệch nhưng là kỳ thật nếu làm hắn tới đánh giá các những người khác cũng chính là tính ra một chút lưu tráng giải hòa vũ nhạc chi gian trình độ nói vậy không quá chuẩn xác hiện giờ hắn ở đạt được siêu cấp đại lễ bao khen thưởng sau đã muốn so với phía trước cường đại rồi không biết nhiều ít lần hắn đại khái hồi tưởng một chút ngày hôm qua xem cái kia giải vũ nhạc ra quyền khi quyền tất cùng khống chế lực đạo năng lực lại hồi tưởng một chút lúc ấy nàng đi tới lui về phía sau khi dưới chân nện bước nhanh chóng trình độ giải vũ nhạc ở vịnh xuân quyền pháp thượng tạo nghệ tuyệt đối là đã trải qua 10 năm trở lên thời gian chăm học khổ luyện nàng hiện tại cũng bất quá chính là 20 tuổi xuất đầu tuổi tác lấy cái này số tuổi giảm đi luyện quyền thời gian nói nàng này cơ hồ là hài đồng thời kỳ cũng đã bắt đầu huấn luyện mà có thể từ như vậy tiểu liền bắt đầu luyện võ giải vũ nhạc trong nhà đại khái xuất cũng là truyền thống võ thuật gia đình nói tóm lại chính là giải vũ nhạc học tỷ là muốn thiên phú có thiên phú muốn gia phong có gia phong tranh công lực có công lực Lưu Tráng tưởng bằng vào chính mình đi võ thuật trường xã tập đến kia mấy chiêu mèo ba chân công phu chiến thắng nàng. Quả thực không khác là người si nói mộng. Bất quá loại này đã kích tính tích cực lời nói, Trần Tử Bình tự nhiên cũng sẽ không đi đương cái này lắm miệng người. Dù sao khiến cho đại tráng ca chính mình đi nghiên cứu huấn luyện, luyện tập đến như thế nào đều là chính hắn nắm chắc. Chờ đến gì thời điểm chạm vào một cái mũi hôi lúc sau, hắn phỏng chừng là có thể nhận rõ chính mình giải hòa vũ nhạc chi gian trên lệch. Liền ở Trần Tử Bình yên lặng nghĩ những việc này thời điểm. Hắn di động tiếng chuông cũng đột nhiên vang lên. Trần Tử Bình một chuyển được, tức khắc nghe được một tiếng mười phần ngự tỷ âm. Quy, là Trần Tử Bình sao? Là ta, Liễu Tổng đã trễ thế này gọi điện thoại lại đây, là có chuyện gì sao? Trần Tử Bình đương nhiên nghe ra điện thoại một khắc đầu người nọ thân phận. Đúng là phía trước mời hắn đi quay chụp hình tượng đại ngôn quảng cáo, cùng với tham gia giới thượng lưu tiệc tối ngự tỷ nữ tổng tài Liễu Vũ Hinh. Trần Tử Bình cười ha hả mà ứng một câu sau. Thực mau liền nghe được Liễu Vũ Hinh hồi phục. Ân, là có điểm rất chuyện quan trọng. Liền ở chiều nay đi, Trương Thiên Minh gọi điện thoại cho ta, nói phía trước ngươi làm hắn chuẩn bị tài chính giao dịch tài khoản đã thu phục. Giao dịch Bitcoin tài khoản cũng đã thông qua xinh đẹp quốc hối phong ngân hàng làm liên hệ tài khoản đảm bảo người, khai thông ở quốc tế thị trường giao dịch tất cả quyền hạn. Hắn thắc ta gọi điện thoại cho ngươi hỏi một chút, khi nào ngươi qua đi chủ trì tài khoản thao bàn cụ thể hạng mục công việc. Trần Tử Bình nghe vậy đầu tiên là hơi hơi lắc bắp kinh hãi, ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hắn lập tức ở trong đầu điều lấy ra phía trước đạt được Bitcoin tương lai xu thế ca tuyến đồ. Lập tức định vị tới rồi hôm nay, cũng chính là 9 tháng 23 ngày ca tuyến vị trí thượng. Chỉ thấy đến hôm nay Bitcoin xu thế là bắt đầu phiên giao dịch với 10.529 đô la. Trước mắt giá cả vừa lúc té 10.200 đô la tả hữu giới vị. Lấy hiện giờ Bitcoin giá cả tới nói, mỗi ngày tốc độ tăng giảm mức độ còn không thế nào đại. Ngắn ngủng một ngày ngã 300 thật đẹp nguyên, này đã là vượt qua 3% giảm mức độ. Lấy Bitcoin lúc này thể lượng tới nói, 3% giảm mức độ đã là không nhỏ hạ giảm mức độ độ. Nhìn trên màn hình kia thật dài một đoạn âm trụ ca tuyến. Trần Tử Bình có thể tưởng tượng đến bây giờ Bitcoin quốc tế thị trường thượng khẳng định là một mảnh tinh phong huyết vũ. Vô số người nội tâm tràn ngập đối lập đặt tệ giá cả sụt sợ hãi. Bất quá bọn họ lại như thế nào có thể nghĩ đến, liền ở ngày hôm sau, cũng chính là ngày mai buổi chiều hai điểm tả hữu. Bitcoin giá cả liền sẽ một lần nữa bạo trướng trở về. Lại còn có không chỉ là thu hồi hôm nay ngã xuống này đó biên độ, càng là tiếp tục hướng lên trên dân lên một mảng lớn. Căn cứ Trần Tử Bình trong tay này trương tương lai xu thế ca tuyến đồ biểu hiện, ngày mai Bitcoin ước chừng dân lên 500 thật đẹp nguyên đối với hiện giới một vạn thật đẹp nguyên một cái biết co giới vị mà nói. Đây là vượt qua 5% tốc độ tăng. Nói cách khác chỉ cần mua vào đi 100 triệu, ngắn ngủn một ngày thời gian là có thể trực tiếp kiếm được 500 vạn. Đây là minh bãi ở trước mắt một cái kiếm tiền cơ hội A. Chương 452, khách sạn gặp gỡ. Trần Tử Bình thấy rõ ràng ngày mai nước ngoài kỳ hạn giao hàng giá cả xu thế kỹ càng tỉ mỉ tình huống sau. Trong lòng cũng gấp không chờ nổi muốn kiếm nó một bút. Phải biết rằng, Trần Tử Bình vừa mới từ hệ thống khen thưởng siêu cấp đại lễ bao trung, cũng mới vừa lĩnh một ngàn vạn nguyên tiền mặt đâu. Này bút, sống tiền, nếu là đầu tư đi vào, lập tức là có thể một đạo đại kiếm một bút. Trần Tử Bình lập tức triều liễu Vũ Hinh hồi phục nói, liễu tổng, phiền toái ngươi cùng kia Trương Thiên Minh nói một chút, làm hắn tiền cái có thể xem bàn thao tác giao dịch địa điểm, ngày mai buổi sáng liền ước cái thời gian chạm trán, bắt đầu chính thức giao dịch. Liễu Vũ Hinh nghe vậy, không cần nghĩ ngợi phải trả lời nói, còn dùng ngươi nói nha, nhân gia phía trước chuẩn bị tiếp cận 10 ngày thời gian, không chỉ có đem nước ngoài hợp tác khoáng thương sự tình làm thỏa đáng, ngay cả giao dịch nơi cũng định ra tới. Trương Thiên Minh vận dụng hắn nhân mạch quan hệ, trực tiếp ở phong hối ngân hàng ở Ngũ Dương thị phân bộ thanh ra một cái phòng cho khách quý, dùng làm tương lai một đoạn thời gian giao dịch thất sử dụng. Cụ thể địa điểm liền ở Hoàng thị Đông lộ Hoa Viên khách sạn đầu tầng D3. Hắn cùng ngươi ước định thời gian là ngày mai buổi sáng 9 giờ. Trần Tử Bình nghe vậy mày một chọn, lập tức đáp lại nói, 9 giờ có điểm quá muộn, chậm trễ nhất thích hợp giao dịch thời gian. Ngươi cùng hắn nói một chút đổi thành 8 giờ. Ta sẽ trước tiên đuổi tới Hối Phong ngân hàng cùng hắn chạm trán. Liễu Vũ Hinh đáp ứng xuống dưới, thực mau liền đem Trần Tử Bình nói thuật lại cho Trương Thiên Minh. Phía trước hắn cùng Trương Thiên Minh ở tụ hội thượng nhận thức khi, bởi vì tiệc trụ thông thường đều sẽ không tùy thân mang theo di động duyên cớ, cho nên cũng không có lưu lại số điện thoại. Đến nỗi Trương Thiên Minh cấp Trần Tử Bình tấm danh thiếp kia, Trần Tử Bình trở về lúc sau cũng quên mất, căn bản không nhớ lại quay lại ghi vào di động. Cho nên hiện giờ Trương Thiên Minh bên kia liên hệ không thượng Trần Tử Bình, đành phải thông qua Liễu Vũ Hinh tới chuyển đạt tin tức. Chờ đến hỗ trợ giật dây liên hệ hảo ngày mai hết thể chuẩn bị hạng mục công việc sau. Liễu Vũ Hinh lại đè thấp thanh âm, có chút thấp thỏm lo lắng mà triều trần tử bình hỏi trần tử bình ngươi thật sự có nắm chắc sao ta ta gần nhất kỳ thật cũng có chú ý một chút kỳ hạn giao hàng thị trường xu thế tình huống tự hồ gần nhất mấy ngày đều ở vào hạ ngã trạng thái a dao động phi thường quỷ dị khó dò khả năng không tốt lắm nắm chắc đầu tư phương hướng nếu không ngươi ngày mai liền vẫn là trước án binh bất động nhìn xem nổi bật như thế nào liễu vũ hinh là thật lo lắng trần tử bình a trước cuộc nàng xem như như vậy nhiều phú nhị đại giữa nhất rõ ràng trần tử bình chi tiết người tuy rằng thông qua phía trước đủ loại chi tiết làm nàng cảm giác Trần Tử Bình gia cảnh hẳn là cũng không tầm thường. Chính là lại không tầm thường, cũng không dám dễ dàng liền cầm mấy ngàn vạn tài chính làm loạn sang bậy a. À. Quốc tế thượng tài chính thị trường nhưng không có quốc nội thị trường như vậy nhiều bảo hộ tính thi thố. Đặc biệt như là kỳ hạn giao hàng loại này độc lập trở thành nhất thể đài giao dịch cùng giao dịch thị trường. Nó mỗi ngày trứng giảm mức độ đều là không có bất luận cái gì hạn chế. Lợi hại thời điểm, khả năng một ngày là có thể dâng lên 3% 40% nhưng nếu là ra cái gì hủy diệt tính trọng đại lợi không tin tức, một ngày trực tiếp giá cả chém eo cũng không phải không có khả năng sự tình. Trần Tử Bình này nếu là một cái phán đoán sai lầm, dẫn tới đầu tư thất bại nói. Khi hắn về sau, thậm chí là Liễu Vũ Hinh về sau. Ở Ngũ Dương thị giới thượng lưu bên trong phỏng chừng đều có chút hổn không nổi nữa. Nghe được Liễu Vũ Hinh lo lắng, Trần Tử Bình nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng tùy ý, một chút áp lực tâm lý cảm giác đều không có. Này kỳ hạn giao hàng thương phẩm tương lai ca tuyến xu thế đồ đều đã hoàn toàn hiện ra ở chính mình trong đầu chính mình chỉ cần đối chiếu giá cả xu thế đồ. Ở giá thấp vị thời điểm mua nhập, giá cao vị thời điểm bán ra. Này còn không phải là vững vàng mà kiếm tiền đầu tư sao? Bọn học sinh này thường ở đại học chương trình học bên trong mở sách khảo thí. Có đôi khi khả năng đều còn lo lắng có thể hay không tìm không thấy đề mục ra đề mục địa điểm thi ở sách vở nơi nào. Lúng cuốn tay chân mà qua khảo thí thời gian, lấy không được đối ứng điểm. Chính là này tài chính thị trường đơn giản chính là hai loại thao tác, hoặc là chính là mua nhập, hoặc là chính là bán ra. Này giá thấp mua nhập, giá cao bán ra sự tình liền tính là làm thôn đông đầu nhị ngốc tử doãn xuyên tử tới làm phỏng chừng đều không có một chút vấn đề cho nên trần tử bình phi thường tự tin mở miệng hồi phục liễu vũ hình nói yên tâm đi có chút đồ vật ta làm ra thành tích lúc sau ngươi liền cái gì đều minh bạch hiện tại ta liền tính nói được lại nhiều ngươi phỏng chừng cũng đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng ngày mai ngươi phải hảo hảo mở to hai mắt xem ta thao tác đi hẳn là nhất muộn chỉ cần buổi tối thời điểm ngươi liền sẽ đối ta tràn ngập tin tưởng liễu vũ hình nghe vậy lúc này mới chậm rãi nói nếu ngươi đối chính mình như vậy có tin tưởng kia thân là bằng hữu ta cũng lại trợ ngươi giúp một tay đi. Ngươi lần này đầu tư kỳ hạn giao hàng thương phẩm kết phường giao dịch, ta phía trước không phải đã đầu tư 200 vạn sao? Ta gần nhất công ty thu hồi một ít khoản tiền, liền lại đầu tư ngươi bên kia 300 vạn, gom đủ một cái 500 vạn số nguyên một đi. Này bút đầu tư mặc kệ là kiếm tiền vẫn là mệt tiền, đều không có quan hệ, ngươi trong lòng thả lỏng điểm thì tốt rồi. Trần Tử Bình ha hả cười, lập tức đáp, ngươi yên tâm đi, tin tưởng ta, tuyệt đối là ngươi nhất sáng suốt một cái lựa chọn. Cắt đứt điện thoại sau, Tất cả mọi người bắt đầu ở từng người tâm sự làm bạn hạ, lẳng lặng tiến vào mộng đẹp. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Thực mau, thời gian liền tới tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ. Trần Tử Bình sớm mà liền thay kia thân Amani Tây Trang, chạy cái xinh đẹp thẳng kiểu tóc. Sau đó cho chính mình hóa cái thành thục trang sau, cũng nhờ xe nhanh chóng chạy tới hoa viên khách sạn ngoại đường phố. Đường hắn đi vào khách sạn đại môn thời điểm, nguyên bản ngay từ đầu còn tính toán dò hỏi một chút đứa bé giữ cửa, nhìn xem phong hối ngân hàng chi nhánh ngân hàng vị trí ở đâu đâu nhưng không nghĩ tới không đợi hắn tìm được đứa bé giữ cửa cách đó không xa khách sạn khách nhân lâm thời nghỉ ngơi khu liền truyền đến một tiếng nhiệt tình tiếp đón thanh trần tiên sinh xem nơi này trần tử bình nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy đến ở nghỉ ngơi khu bên trong ba cái người mặc xa hoa phục sức nhà giàu công tử ca chính ý cười ngâm ngâm mà đứng lên cất bước hướng tới chính mình đi tới trần tử bình lập tức phân biệt ra tới này ba người thân phận cầm đầu người nọ tự nhiên là phụ trách lần này đầu tư hạng mục công việc tài khoản người đại lý cũng là dắt đầu giả trương thiên minh đến nỗi mặt khác kia hai gã nhà giàu công tử ca còn lại là cùng nhau tham dự đầu tư trong đó hai người xem bọn họ vừa rồi ngồi ở cùng nhau uống trà vừa nói vừa cười bộ dáng nghĩ đến bọn họ hai người cùng trương thiên minh quan hệ hẳn là đi được tương đối tới gần trần tử bình yên lặng quan sát đến bọn họ chi gian ở chung chi tiết trên mặt cũng vẫn duy trì một cổ uy nghiêm rồi lại không mất thân cận đạm nhiên mỉm cười lúc này hắn vị trang chính là một người đến từ kinh thành hào môn con nhà giàu không chỉ có tự thân gia tộc bối cảnh lai lịch cực kỳ bất phàm hơn nữa đỉnh đầu thượng nắm giữ tài chính thực lực càng là cực kỳ siêu quần. Như vậy thân phận nhà giàu đại thiếu, bày ra ra tới bức cách khí tràn khẳng định là phải có loại không giận tự uy, áp đảo mọi người phía trên cảm giác. Trần Tử Bình tuy rằng không có học tập quá diễn kịch, chính là hắn này đương trường đại nhập thân phận dây nhập diễn kỹ thuật diễn, vẫn là thực sự lợi hại. Ha ha, Trương lão ca các ngươi sớm như vậy liền đến a. À. Chương 453, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tại thượng lưu trong vòng đầu trà trộn, đầu tiên phải học được đồ vật chính là dối trá khách sáo rất nhiều thời điểm cho dù là đối mặt sinh tử cạnh tranh đối thủ một mất một còn gặp mặt khi đều cần thiết đến vẫn duy trì mặt ngoài dối trá tươi cười càng đừng nói hiện tại trần tử bình nhìn thấy vẫn là lập tức liền phải mở ra chặt chẽ hợp tác phú nhị đại bằng hữu khi càng thêm là lập tức thay nhiệt tình vô cùng khách sáo tươi cười rốt cuộc kế tiếp muốn vận dụng xào cổ tư bản trên cơ bản nhưng đều là dựa vào bọn họ cung cấp tài chính đâu loại này tay không bộ bạch lang coi tiền như rác đối tượng nhiều ít vẫn là muốn bán vài phần mặt mũi mà ở nghe được trần tử bình tiếp đón thanh đồng thời Bên kia Trương Thiên Minh ba người cũng đã bước nhanh đi tới hắn trước người. Trương Thiên Minh trên mặt tươi cười thoạt nhìn muốn so Trần Tử Bình còn nhiệt tình, thậm chí xưng được với là mặt mày hồng hào. "Ha ha, Trần lão ca, sớm sớm sớm, ta còn nghĩ cùng hai cái huynh đệ uống ly điểm tâm sáng đâu. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên trước tiên sớm như vậy liền tới rồi." Trần Tử Bình cười ha hả mà nhún vai. "Ai, dù sao cũng là hợp tác kiếm tiền kế hoạch bắt đầu ngày đầu tiên sao, chung quy đến nhiều đầu nhập điểm tinh lực mới đối đúng không?" Nghe được Trần Tử Bình lời nói, Trương Thiên Minh ba người sắc mặt cũng càng thêm tươi cười đầy mặt lên. Trước cuộc bọn họ lần này chính là từng người đều đầu mấy trăm thượng ngàn vạn tài chính đâu. Trần Tử Bình vị này kinh thành đại thiếu biểu hiện đến như thế để bụng cùng nghiêm túc, này không thể nghi ngờ vì bọn họ tăng thêm không ít tin tưởng. Trần Tử Bình xa xa thấy Trương Thiên Minh ba người phía trước ngồi ghế dài thượng, còn bãi mấy lung nóng hôi hổi bánh bao nhỏ linh tinh sớm một chút ăn vặt, liền mở miệng triều bọn họ nói: "Trương lão ca, các ngươi nhìn dáng vẻ hẳn là còn không có ăn bữa sáng đâu đi. Nếu không các ngươi đi về trước ăn bữa sáng, ta chính mình trước xem sẽ báo chí gì đó, đợi lát nữa lại cùng nhau đi lên. Nhưng Trương Thiên Minh lập tức khoát tay, lắc lắc đầu cự tuyệt rất Trần Tử Bình đề nghị. Hải, Trần Lão ca ngươi đều tới, chúng ta còn ăn cái gì bữa sáng a? À? Hiện tại khẳng định này đây đại sự làm trọng a. À. Trương Thiên Minh nói tới đây, ngữ khí hơi hơi một đốn, lại ngay sau đó nói. Chúng ta đi thôi, lên lầu nhìn xem ta vì Trần Lão ca ngươi cố ý chuẩn bị phòng thao tác thế nào. Này giả thuyết tệ kỳ hạn giao hàng thương phẩm thị trường trên cơ bản là 24 giờ toàn khi đoạn giao dịch không thôi thị. Mỗi thời mỗi khắc, thị trường thượng đều đang không ngừng tác hợp thành giao trung, giá cả cũng ở không ngừng biến động bên trong. Từ khi phía trước ngay từ đầu đưa ra kế hoạch tới nay, đến liên hệ nước ngoài ngân hàng cùng khoáng thương khai thông tài khoản, lại đến công góp hảo tài chính chuyển nhập giám thị tài khoản, này đều đã qua đi 10 ngày qua thời gian. Trương Thiên Minh đã sớm đã gấp không chờ nổi mà muốn quan kháng một chút. Trần Tử Bình rốt cuộc có thể hay không lợi dụng này bút tư kim kiếm được tiền lời. Hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hắn nơi nào còn có tâm tư lo lắng ăn cái gì sớm một chút. Không chỉ có Trương Thiên Minh trong lòng thập phần chờ mong, bên cạnh mặt khác hai vị phú nhị đại cũng đồng dạng như thế. Phải biết rằng lúc này đây góp vốn đầu tư, bọn họ hai người cũng đều phân biệt đầu tư 500 nhiều vạn. Hơn nữa phía trước còn nói hảo, chờ thêm hai ngày tài chính quay vòng, đúng chỗ, còn sẽ lại tiếp tục đầu tư càng nhiều tiền. Bọn họ hiện tại liền gấp không chờ nổi muốn nghiệm chứng một chút. Trần Tử Bình rốt cuộc có phải hay không giống như hắn phía trước theo như lời như vậy, nắm giữ có chân chính nội tình giao dịch tin tức. Này nếu là thật sự có thể kiếm được tiền nói. Bọn họ kia cái gọi là quay vòng không đến vị tài chính, rất có thể ngày mai là có thể lập tức đến trướng trái lại nếu là trần tử bình xuất sư bất lợi không chỉ có không kiếm tiền còn mệt tiền nói bọn họ khả năng phải suy xét gì thời điểm đem phía trước đầu tư kia số tiền đều cấp rút về tới nếu trương thiên minh ba người đều nói như vậy trần tử bình tự nhiên cũng miễn cười gật gật đầu dù sao với hắn mà nói cũng xác thật là càng sớm giao dịch càng tốt thực mau một hàng bốn người liền một đường nói nói cười cười đi tới lầu hai ngân hàng giao dịch trong nhà không thể không nói trương thiên minh thân là hào môn đại thiếu này nên có cách cục vẫn là không nhỏ vì lần này Trần Tử Bình đi đầu đầu tư kế hoạch. Hắn trực tiếp từ phong hối ngân hàng bên này thuê một gian giá cả xa xỉ khách quý giao dịch thất. Loại này khách quý giao dịch thất bởi vì liền ở ngân hàng phân bộ office building nội. Cho nên liên tiếp cũng là ngân hàng bên trong nhanh chóng nhất thông tin đường bộ. Ở giao dịch mua bán phát ra đơn đặt hàng thời điểm, tốc độ khẳng định có thể so sánh bình thường người giao dịch muốn mau thượng không ít. Dùng trò chơi giới thường nói một cái ngạnh chính là. Nhân gia đều là ngồi ở server thượng chơi trò chơi, người đỉnh lùi lại như thế nào cùng nhân gia chơi có chút thời điểm đừng xem thường này mấy chục hào dây lùi lại. Tuy rằng người cảm giác khả năng vô pháp nhảy bén mà phát giác này đinh điểm võng tốc lùi lại. Nhưng là ở mỗi giây đều thành giao vô số bút giao dịch internet giao dịch thị trường bên trong. Này mấy chục hào dây lùi lại, có lẽ cũng đã tác hợp thành giao hảo mấy trăm hơn một ngàn bút giao dịch. Cho nên chân chính những cái đó tài chính khổng lồ vốn lưu động chủ lực, thường thường đều thích trực tiếp ở khoáng thương trong công ty đầu nhà giàu trong nhà giao dịch. Nếu là thực lực càng mạnh mẽ một ít, thậm chí khả năng sẽ gọi người ta trực tiếp kéo điều cao tốc sợi quan học mà như vậy một cái khách quý giao dịch thất khẳng định không phải là không ràng buộc cung cấp cho ngươi sử dụng càng đừng nói vẫn là phong hối ngân hàng như vậy đại ngân hàng chuyên dụng giao dịch thất chỉ cần chỉ là thuê một tháng chỉ sợ cũng đến giao nộp không ít nơi sân phí mà này đó nhưng đều là trương thiên minh chính mình lấy tiền ra tới ứng ra từ những chi tiết này liền nhìn ra được tới trương thiên minh đối đãi lần này hợp tác đầu tư thành ý còn là phi thường đủ đoàn người đi vào an tỉnh trọng mở giao dịch thất sau trương thiên minh cười ha hả mà đi lên hai bước đôi tay hướng tới chu vi xoay quanh khoa tay múa chân hai hạ mở miệng triều Trần Tử Bình hỏi. Thế nào Trần Lão ca, ta chuẩn bị này gian giao dịch thất ngươi còn vừa lòng. Nếu cảm thấy diện tích có điểm không đủ đại nói, ta lại liên hệ ngân hàng quản lý đem bên cạnh mấy gian phòng cho khách quý cũng thuê xuống dưới. Nhìn xem này ít nói đến có cái thượng trăm mét vuông trong nhà không gian, Trần Tử Bình rất là tán thưởng gật gật đầu đáp. Không cần, khá tốt, một giao dịch địa phương mà thôi, không cần thiết làm đến như vậy long trọng như vậy xa hoa. Nói xong lúc sau, Trần Tử Bình cũng tức bước đi hướng giao dịch thất Đông Nam Sườn. Chỉ thấy đến ở bên này dựa tường vị trí, ước chừng bãi đầy một chỉnh bài bàn làm việc máy tính. Hơn nữa này đó máy tính còn không giống như là bình thường công ty dùng máy tính như vậy, một đài trưởng máy trang bị một cái màn hình. Bởi vì tài chính thị trường thường thường yêu cầu đồng thời quan sát thao tác nhiều chứng khoán cổ phiếu duyên cớ. Mỗi đài trưởng máy đều ước chừng trang bị ba cái màn hình. Mà ở nhất trung tâm chủ yếu vị trí kia máy tính thượng, càng lại liên tiếp ước chừng năm đài màn hình. Trừ ra ba cái cùng khác máy tính giống nhau công năng màn hình bên ngoài. Dư lại hai cái còn lại là phân biệt liên tiếp trên vách tường treo hai khối 65 tấc siêu màn hình lớn. Cứ như vậy, mỗi cái ở giao dịch trong nhà người đều có thể rõ ràng mà nhìn đến trên màn hình giá thị trường xu thế. Nhìn đến Trần Tử Bình tự hồ đối này một loạt máy tính rất cảm thấy hứng thú, Trương Thiên Minh cũng cười tủm tỉm mà đi rồi tiến lên nói. Trần Lão Ca, đây chính là toàn bộ phong hối ngân hàng cao cấp nhất giao dịch thất, này đó máy tính tất cả đều là tối cao tính năng phối trí siêu cấp máy tính. Phong hối ngân hàng mỗi cái quý đều sẽ đối này đó máy tính tiến hành hoàn toàn mới thăng cấp cải tạo, bảo đảm máy tính lưu sướng không tạp đốn, hoàn mỹ tiến hành các loại phức tạp cao tốc giao dịch thao tác. Trần Tử Bình vừa lòng gật gật đầu chính cái gọi là muốn chẻ củi phải mài đao. Nhiều như vậy cao tính năng máy tính, liền giống như chiến sĩ trong tay cầm sắc bén kiếm. Kế tiếp ra tay chiến đấu, nhất định có thể nhất kiếm phong hầu. Chương 454, bắt đầu thao bàn đầu tư. Nhìn đến Trần Tử Bình vừa lòng gật gật đầu. Trương Thiên Minh lại cười ngâm ngâm mà nói tiếp. Trừ bỏ này chỗ giao dịch thất cùng cao tính năng đài giao dịch bên ngoài, ta còn cố ý cùng phong hối ngân hàng giám đốc thuê một chi chuyên nghiệp chuyên viên giao dịch chứng khoán đoàn đội. Này chi đoàn đội tổng cộng có 5 người, đến lúc đó toàn quyền nghe theo trần lão ca chỉ huy của ngươi tiến hành thao tác bảo đảm có thể bằng chuyên nghiệp thao bằng tốc độ hoàn thành ngươi hạ đạt mệnh lệnh trần tử bình nghe vậy tức khắc càng thêm vừa lòng này chân chính chuyên nghiệp chuyên viên giao dịch chứng khoán cũng không phải là dễ dàng có thể tìm được càng đừng nói vẫn là phong hối ngân hàng cung cấp chức nghiệp chuyên viên giao dịch chứng khoán đoàn đội này tuyệt đối là cái hảo bảo bối a à. mọi người đều biết tài chính thị trường là có nhà cái cùng tán hộ như vậy cách nói ngươi cầm mấy ngàn mấy vạn đồng tiền tiền vốn tiến vào cổ phiếu thị trường đầu tư ngươi chính là một cái nhất tiêu chuẩn tiểu tán hộ. Đương một cái thế lực hoặc là tập đoàn tài chính trong tay nắm giữ hơn một tỷ, vài tỷ thậm chí càng cao kim ngạch vốn lưu động khi. Bọn họ cũng liền trở thành mổ chỉ chứng khoán thương phẩm chủng loại, nhà cái. Như vậy khổng lồ tài chính lượng, bọn họ cần thiết đến dựa vào toàn bộ đầu tư đoàn đội hợp tác phối hợp, mới có thể đem giao dịch mua bán quá trình làm được càng hoàn mỹ. Những cái đó quốc tế thượng chân chính trùng tài chính tạm thời không nói. Liền lấy Trần Tử Bình đợi lát nữa lập tức liền phải thao tác tài chính tài khoản mà nói, liền có tiếp cận hai cái trăm triệu vốn lưu động yêu cầu tiến hành điều động. Lớn như vậy bút tài chính muốn chảy ra chảy vào, chỉ dựa vào hắn một người như thế nào chơi đến chuyển. Chân chính chơi qua thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng loại này tài chính chứng khoán giao dịch người đều biết. Thông thường tới nói mua bán quải đang chủ yếu vị trí, đều chỉ là ở hiện giá cả trên dưới di động một ít thôi. Liền lấy đại gia hỏa nghe nhiều nên thuộc quốc tế hoàng kim kỳ hạn giao hàng giá cả tới nói. Giả thiết giá cả trước mắt là 1.900 đô la mỗi ounce giới vị. Như vậy tuyệt đại đa số người tưởng mua sắm hoặc là bán ra quải đang giá cả cũng đều là phân bố ở 1890 đến 1910 đô la này phụ cận. Hơn nữa cùng thời gian, theo thị trường mua bán nhiệt độ tương đối lãnh đạm ảnh hưởng. Bàn khẩu phụ cận quải đang giao dịch ngạch khả năng thêm lên cũng chính là mấy ngàn vạn mà thôi. Nếu hiện tại Trần Tử Bình trực tiếp một hơi đem 200 triệu nguyên tiền mặt mua vào đi. Mà cái này quải đang giá cả khu gian nội căn bản không có như vậy nhiều người bán ra đối ứng số lượng đơn đặt hàng khi. Rất có thể hoàng kim giá cả liền sẽ bị hắn này một bút đơn đặt hàng trực tiếp cấp quét hóa quét đến rất cao rất cao. Khi cứ như vậy, Trần Tử Bình rất có thể ở 1.900 đô la phụ cận cũng chỉ mua được 100 triệu. Dư lại 100 triệu toàn bộ đoạt mua được càng cao giá cả đi. Hơn nữa hắn lớn như vậy bút tài chính một hơi mua nhập. Ở chuyên nghiệp kinh tế tài chính người trong mắt càng là thập phần thấy được hành vi. Thậm chí lão cổ dân đều có thể một chút liền phân biệt ra tới có tân đại tài chính vào bàn. Khi cứ như vậy, đã có thể bất lợi với Trần Tử Bình điều thấp vào bàn, mặt không lên tiếng bố cục an bài. Ban đầu ở bên trong thao túng giá cổ phiếu, lão nhà cái khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn tân tài chính tiến vào cùng hắn đoạt thịt ăn đến lúc đó nhất định lại sẽ nhấc lên vô số tinh phong huyết vũ kéo dài chậm trễ đại thế giá thị trường mà nếu hiện giờ trần tử bình thủ hạ có cái chuyên nghiệp chuyên viên giao dịch chứng khoán đoàn đội vài cá nhân thậm chí mười mấy người cùng nhau mỗi người một máy tính đăng nhập đi lên ngôi cao sau đó phân công nhau phân bút nhanh chóng giao dịch cứ như vậy liền đem rất nhiều tài chính thông qua du kích chiến phương thức lượng nhỏ lượng nhỏ mà nhanh chóng thành giao mua nhập đi vào dừng ở thị trường thượng khác người giao dịch trong mắt bởi vì mỗi một bút giao dịch đơn đặt hàng đều là rất nhỏ ngạch duyên cớ căn bản phát hiện không ra có cái gì khác thường liền tính là có chuyên nghiệp kinh tế tài chính nhân sĩ từ thành giao ngạch nhìn ra một ít khác thường nhưng hắn cũng bắt giữ không đến trần tử bình dấu vết để lại chỉ có thể dựa suy đoán phán đoán khả năng có tân đại cá sấu tiếng tràng nhưng lại lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng chứng minh điểm này cứ như vậy trần tử bình liền làm được lặng lẽ vào bàn lặng lẽ kiếm tiền huống hồ cho dù là không đàm luận chuyên viên giao dịch chứng khoán đoàn đội chuyên nghiệp tính chỉ cần chính là vì đồ cái bất việc cái này đoàn đội tầm quan trọng cũng thực mấu chốt chỉ huy an bài chuyên viên giao dịch chứng khoán đoàn đội đi làm việc, khẳng định muốn so với chính mình tự tay làm lấy tới tốc độ càng mau, càng tiết kiệm tinh lực. Trần Tử Bình nếu là một ngày 24 giờ thời gian dài mà ngồi ở máy tính trước mặt xem giá thị trường dao động, khi hắn liền tính không ngồi ra cái xương cổ bệnh hoặc là thắt lưng gian bàn xông ra, cũng giống nhau sẽ chậm trễ hắn đại lượng thời gian a. Có khi mấy cái chuyên viên giao dịch chứng khoán vì hắn cống hiến sức lực. Trần Tử Bình chỉ cần ở đại phương hướng thượng nắm chắc hảo, các việc nhỏ không đáng kể liền có thể toàn giao cho bọn họ đi xử lý. Trần Tử Bình tức khắc tới hứng thú, lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Bọn họ hiện tại ở đâu đâu? Đem bọn họ đều kêu tiếng vào thấy cái mặt đi. Trương Thiên Minh tức khắc ha ha cười, quay đầu triệu phía sau đi theo ngân hàng giám đốc phân phó nói. Lý giám đốc, đem chúng ta thương định tốt kia chi chuyên viên giao dịch chứng khoán đoàn đội đều hô qua đến đây đi. Ngân hàng giám đốc lập tức gật đầu, bắt đầu đi ra ngoài liên lạc lên. Không ra 3 phút thời gian, thực mau liền có 5 tên người mặt tây trang chuyên viên giao dịch chứng khoán đi vào giao dịch thất. Trương Thiên Minh thấy bọn họ 5 người sau, cũng lập tức triều Trần Tử Bình phương hướng duỗi tay giới thiệu lên. Vị này chính là Trần Tiên Sinh, lần này đầu tư hạng mục sở hữu sự tình đều đem từ hắn một người lời nói sự. Kế tiếp Nhật Tử, các ngươi năm người muốn vô điều kiện nghe theo Trần Tiên Sinh một người an bài cùng chỉ huy. Năm tên chuyên viên giao dịch chứng khoán lập tức tất cung tất kính mà đi đến Trần Tử Bình trước mặt, đều nhịp mà không lưng hành lễ nói. Trần Tiên Sinh hảo. Trần Tử Bình nhìn trước mặt năm người, lập tức nhẹ nhàng nhất tay ý bảo này năm người theo thứ tự giới thiệu một chút tên của mình cùng sở trường đặc biệt. Nghe xong một vòng xuống dưới lúc sau, Trần Tử Bình có chút kinh ngạc phát hiện bọn họ tuổi mỗi người đều đã là người đến trung niên tuổi tác. Cho dù là nhìn qua tuổi trẻ nhất một người, phỏng chừng đều đã đến có hơn 30 tuổi bộ dáng. Chú ý tới cái này chi tiết, Trần Tử Bình vừa lòng gật gật đầu. Hắn tuy rằng cũng không phải cho rằng người trẻ tuổi giữa không có tài chính thiên phú siêu cường chuyên viên giao dịch chứng khoán. Nhưng là hắn hiện tại yêu cầu cũng không phải thiên tài chuyên viên giao dịch chứng khoán, mà là một đám nghe lời thủ hạ. Cùng ngoài miệng vô mau làm việc không lao, người trẻ tuổi so sánh với tới, thành thục ổn trọng lão điểu càng làm cho Trần Tử Bình yên tâm này mấy cái chuyên viên giao dịch chứng khoán vừa thấy mặt là có thể làm trần tử bình cảm nhận được bọn họ trầm ổn cùng chuyên nghiệp tính phi thường không tồi trần tử bình lập tức vỗ nhẹ hai xuống tay trưởng ở hấp dẫn ở ánh mắt mọi người sau cũng bắt đầu nói hảo đại gia hiện tại cũng coi như là đã bước đầu nhận thức lẫn nhau khi hiện tại ta tới cấp đại gia kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút kế tiếp chúng ta chủ yếu thao tác thương phẩm đối tượng vừa nói đồng thời trần tử bình cũng cất bước đi tới bên sườn một khối bạch bản bên cạnh cầm lấy hắc thủy bút bắt đầu nhanh chóng viết viết vẽ vẽ lên Kế tiếp mấy tháng thời gian nội, chúng ta sắp sửa trọng điểm đầu tư quốc tế kỳ hạn giao hàng thị trường thượng mổ tệ. Đầu tư kim ngạch trước mắt tạm thời sẽ đầu nhập hai cái trăm triệu trở lên tiền mặt, lại thông qua xứng tư đòn bảy phóng đại sau, sẽ cao tới 2 tỷ nhiều. Các ngươi năm tên chuyên viên giao dịch chứng khoán, mỗi người phụ trách tài khoản thượng đều đem đều chia có 400 triệu tả hữu tài chính lượng ngạch. Khi nào mua nhập khi nào bán ra, trường thi khi ta đều sẽ cho các ngươi mới nhất thao tác chỉ thị, các ngươi phải làm, chính là không chút cẩu thả hoàn thành ta phân phó mệnh lệnh có thể. Nói tới đây khi, Trần Tử Bình ánh mắt ở trước mặt năm tên chuyên viên giao dịch chứng khoán trên mặt nhất nhất đảo qua, lạnh giọng nói: "Đều nghe minh bạch lời nói của ta sao?" "Minh bạch." Năm tên chuyên viên giao dịch chứng khoán tất cả đều đột nhiên một đỉnh ngực, tận khả năng biểu hiện ra tinh thần phấn chấn thần thái bộ dáng. Chương 455, Đông đảo phú nhị đại đều tới. Nhìn trước mặt này đàn chuyên viên giao dịch chứng khoán nhóm trạng thái, Trần Tử Bình vừa lòng mà vung tay lên. "Hảo, từng người đều chuẩn bị một chút, nửa giờ sau bắt đầu chính thức giao dịch." vài tên chuyên viên giao dịch chứng khoán nghe vậy sôi nổi về tới chính mình công tác vị trí thượng bay nhanh mà mở ra máy tính cùng đài giao dịch bắt đầu rồi thao bàn giao dịch trước cuối cùng chuẩn bị công tác mà trần tử bình cũng đi trở về tới rồi trương thiên minh bên người mở miệng nói trương lão ca ta trước hai ngày gặp các ngươi bản địa một người tuổi trẻ người ta cùng hắn trùng tên trùng họ liêu đến cũng thập phần đầu cơ hắn nghe nói ta muốn đầu tư quốc tế kỳ hạn giao hàng tệ thị trường cũng lấy ra một ngàn vạn tiền mặt muốn cùng nhau thử xem thủy ngươi đợi lát nữa nói cho ta cái kia giám thị tài khoản giải số ta làm hắn mau chóng đem tài chính chuyển tiến vào nghe được trần tử bình lời nói khi trương thiên minh cũng tới hứng thú út còn có như vậy xảo sự tình trùng tên trùng họ bằng hữu kia thật đúng là duyên phận a à. không nào có thời gian nói trần lão ca nhớ rõ an bài chúng ta thấy cái mặt cũng coi như là lẫn nhau nhận thức nhận thức giao cái tân bằng hữu Khi đương nhiên không thành vấn đề trần tử bình ha hả cười làm bộ làm tịch mà dựa theo trương thiên minh cấp ra tài khoản ngân hàng ở trên di động khoa tay múa chân hình như là ở đem tài khoản con số chi người nào dường như nhưng thực tế thượng hắn lại là ở di động ngân hàng thượng thao tác một phen. Đem hắn tối hôm qua siêu cấp đại lễ bao đạt được đến kia một ngàn vạn tiền mặt chuyển khoản vào tài khoản bên trong. Theo sau Trần Tử Bình lại đem chính mình thân phận chứng tin tức chia Trương Thiên Minh. Đột trương lão ca, cái này chính là ta vị kia bằng hữu cá nhân tin tức, ngươi quay đầu lại sửa chữa cái kia đầu tư đối tác danh sách đăng ký tin tức thời điểm, nhớ rõ đem hắn cũng cấp ký lục đi vào. Trương Thiên Minh nhìn mắt Trần Tử Bình chia hắn tin tức sau. Vừa thấy cái kia thân phận chứng tin tức thượng, quả nhiên là viết trùng tên trùng họ Trần Tử Bình ba chữ chẳng qua hai người tuổi tác tướng mạo một đối lập, liền rõ ràng nhìn ra được không phải cùng người. Trương Thiên Minh cũng không nghi ngờ có hắn, lập tức ha hả cười đáp. Kẻ hèn việc nhỏ mà thôi, đợi lát nữa chỉ cần Trần lão ca ngươi cái kia bằng hữu tài chính vừa đến trướng, ta lập tức liền có thể an bài người căn cứ chuyển khoản ký lục ghi vào đối tác tin tức. Thực mau, một bên ngân hàng giám đốc liền thu được hết nợ hộ ngạch trống biến động nhắc nhở, đem gửi tiền đến trướng tin tức nói cho Trương Thiên Minh. Mà Trần Tử Bình còn lại là thông qua này một loạt dấu trời qua biển, thao tác thành công đem chính mình thân phận thật sự xảo diệu mà giới thiệu vào phú nhị đại trong vòng đầu có chính mình cái này trần đại ca bắt đầu dập dây chính mình cái kia học sinh thân phận xâm nhập giới thượng lưu cũng liền trở nên thập phần bình thường lên mọi người đều từ cùng cái đầu tư hạng mục thượng kiếm được tiền đó chính là hợp quá hỏa bằng hữu về sau trần tử bình cũng liền có thể lấy thân phận thật sự cùng bọn họ lui tới vạn nhất khi nào muốn mượn đến bọn họ nhân mạch quan hệ tự nhiên cũng liền trở nên thuận lý thành chương lên dần dần mà theo khoảng cách trần tử bình phía trước ước định tốt chạm trán thời gian càng ngày càng gần phong hối ngân hàng này gian giao dịch trong nhà cũng tụ tập càng ngày càng nhiều người này sau lại vài người tất cả đều là phía trước ước định hảo muốn kết vườn đầu tư nhị đại trong đó như là lý dương trần tư xa này mấy cái đại gia tộc con cháu càng là một hơi đầu tư hơn một ngàn vạn hôm nay là kết vườn đầu tư kế hoạch mở ra ngày đầu tiên mấy người bọn họ vô luận như thế nào khẳng định là muốn tới xem qua nhìn xem tình huống này nhóm người tới rồi hiện trường trần tử bình tự nhiên cũng không tránh được cùng bọn họ khách sáo một phen chính là này nói nói cười cười tâm sự công phu. Nửa giờ thời gian hơi túng lướt qua. Năm tên chuyên viên giao dịch chứng khoán đều đã đem màn hình hình ảnh điều chỉnh tới rồi quốc tế kỳ hạn giao hàng tệ giao dịch giao diện. Chờ đợi Trần Tử Bình ra lệnh một tiếng, liền lập tức đầu nhập đến khẩn trương kích thích tài chính giao dịch giữa. Hôm nay là 2020 năm 9 nguyệt 24 ngày. Dựa theo mới nhất giá thị trường giá cả biểu hiện, quốc tế kỳ hạn giao hàng tệ giá cả trước mắt là 10.205 đô la một cái tả hữu. Mà hôm nay buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch khi, quốc tế kỳ hạn giao hàng tệ giá cả còn có 10.237 đô la nhiều. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, cũng đã ngã xuống hơn 30 đô la. Hơn nữa nhìn trên màn hình lớn tệ giới ca tuyến đồ, tự hồ còn muốn đi xuống tiếp tục hạ ngã tiết tấu. Trần Tử Bình nhìn trước mặt màn hình lớn, trong đầu cũng đều lấy ra tương lai giá cả xu thế đồ. Hắn ở đối chiếu tương lai xu thế đồ, xác nhận muốn ở cái gì giá cả vào bàn nhất thích hợp. Chính là dừng ở chung quanh đám kia phú nhị đại nhóm trong mắt. Hắn lại tự hồ như là rơi vào do dự bên trong bên cạnh trương thiên minh đối với kỳ hạn giao hàng tệ thao tác cũng không phải thực am hiểu cho nên hắn càng nhiều mà là đem lực chú ý đầu chú ở trần tử bình trên người đương hắn nhìn đến trần tử bình nhìn chằm chằm màn hình lớn ánh mắt lại có chút tự do phát tán thời điểm hắn mày cũng hơi hơi nhíu lại hắn đem ánh bắt đầu trở lại trên màn hình lớn chỉ thấy đến phía trước liên tục mấy ngày giá cả xu thế đều là lấy ngã là chủ từ chính nguyệt hai mươi hào tối cao giới mười một nghìn tám mươi đô la bắt đầu một đường hạ ngã ngắn ngủn bốn ngày công phu liền ngã ước chừng hơn tám trăm đô la này nhưng chính là tiếp cận 8% giảm mức độ. Hơn nữa hôm nay đại buổi sáng giá thị trường xu thế, cũng như cũ vẫn duy trì muốn đi xuống xu thế. Này nếu là tiếp tục ngã xuống đi, chỉ sợ 10.000 đô la giới vị trạm kiểm soát đều sẽ khó giữ được a. À? Trương Thiên Minh do dự một chút, còn tưởng rằng Trần Tử Bình là cảm thấy hiện tại không phải ra tay vào bàn hảo thời cơ, liền ra tiếng cho Trần Tử Bình một cái dưới bậc thang. Trần Lão Ca, ta xem hôm nay này giá thị trường tự hồ vẫn là không tốt lắm. Nếu không chúng ta liền vẫn là chờ một chút, chờ đi ra rõ ràng giá cả xu thế lại suy xét vào bàn, bên cạnh vị kia trần tư nguyên nhân sâu xa vì đầu tư một nghìn vạn duyên cớ trong lòng cũng là có chút tiểu lo lắng hắn nhìn trên màn hình quốc tế kỳ hạn giao hàng tệ đỏ rực ca tuyến đồ cũng đi theo ứng hòa nói không sai a trần thiếu cách ngôn đều nói tiền mặt vì vương sao nếu đầu tư cơ hội không tốt lời nói đem tiền mặt cầm ở trong tay tóm lại không phải một kiện chuyện xấu ngoại quốc tài chính thị trường cùng quốc gia của ta quốc nội thị trường hai bên ở ca tuyến biểu hiện phương thức thượng là có rất lớn bất đồng ở nước ngoài bởi vì tuần hoàn ngay từ đầu đèn đỏ đình đèn xanh hành thông tục quan niệm cho nên thường thường ở giá cổ phiếu dâng lên thời điểm, ca tuyến đồ đều là màu xanh lục. Mà nhìn đến màu đỏ con số hoặc là tiêu chí khi, ngược lại đại biểu cho giá cổ phiếu ngã xuống. Cố tình tới rồi quốc gia của ta thị trường khi, có lẽ là vì thảo cái các lợi vui mừng điềm có tiền. Liền đem hồng lục hai sắc đại biểu cho hàng nghĩa tất trái ngược. Ở quốc gia của ta thị trường thường, màu đỏ đại biểu chính là dâng lên, màu xanh lục ngược lại đại biểu hạ ngã. Cho nên rất nhiều người đang nói khởi xào cổ gặp được ngưu thị khi, đó chính là thị trường chứng khoán một mảnh trường hồng, vui vẻ ra mặt mà nếu là cổ tai sụt đó chính là xanh mượt một mảnh lục đắc nhân tâm hốt hoảng lúc này nhìn đến quốc tế kỳ hạn giao hàng tệ xu thế thượng liên tiếp vài thiên đại ngã ca tuyến mấy cái phú nhị đại nhóm trên mặt thần sắc đều có chút lo lắng rốt cuộc bọn họ này nhóm người mỗi người cơ hồ đều đầu tư mấy trăm vạn thậm chí thượng ngàn vạn đâu lớn như vậy bút đầu tư kia khẳng định là hoặc nhiều hoặc ít muốn đi tìm hiểu học tập một chút kỳ hạn giao hàng tệ tương quan tri thức mới được ở nhìn đến liên tục mấy ngày đại ngã xu thế sau bọn họ đều cảm thấy đầu tư nguy hiểm tựa hồ có điểm lớn liền ở ngay lúc này Trần Tử Bình bỗng nhiên khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một mặt tự tin tươi cười. Vài vị huynh đệ, ta biết đại gia trong lòng khả năng đều có chút lo lắng. Nhưng là không có quan hệ, chỉ cần đại gia tin tưởng ta, ta lần này khẳng định có thể mang theo đại gia kiếm được tiền. Nói xong lúc sau, Trần Tử Bình cũng bắt đầu cho bọn hắn phân tích nổi lên trước mắt xu thế. Các ngươi hiện tại nhìn đến xu thế tự hồ đang không ngừng hạ ngã, nhưng thực tế thượng này lại là chúng ta kiếm tiền cơ hội tốt. Mọi người sợ hãi là lúc, thường thường chính là chúng ta vào bàn cơ hội tốt. Chương 456, toàn thương mua nhập. Trần Tử Bình nói ra lời này lúc sau. Ở đây mấy người chẳng sợ kỳ thật không hiểu lắm, cũng chỉ đến không ngừng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Trần Tử Bình nhìn ra bọn họ nghi hoặc, cho nên liền kiên nhẫn mà giải thích vài câu. Mọi người đều biết, ở tài chính thị trường trận này tiền tài trò chơi giữa, hoặc nhìn là cái linh cùng trò chơi, nhưng kỳ thật là cái phụ cùng trò chơi. Cái gì kêu linh cùng trò chơi? Chính là ngươi ở thị trường thượng kiếm được bao nhiêu tiền, như vậy liền nhất định có người ở thị trường thượng hao tổn bao nhiêu tiền. Ngươi là chính lợi nhuận, hắn là phụ hao tổn thêm lên liền vừa vặn là cái linh. Đơn giản thông tục điểm tới nói. Chính là ngươi kiếm được tiền đều là người khác mệt, ngươi mệt rất tiền cũng đều bị người khác cấp kiếm đi rồi. Này liền giống vậy là Trương Tam cùng Lý Tứ ở tiệm mặt trượt đánh bài poker đánh một buổi trưa. Trương Tam thắng Lý Tứ 100 khối, Lý Tứ thua trận 100 khối, lẫn nhau chi gian là có thể triệt tiêu. Nếu chỉ là đơn thuần suy xét giao dịch hai bên mà không suy xét chuyện khác nói. Như vậy tài chính thị trường xác thật chính là cái linh cùng trò chơi. Chính là trên thực tế suy xét đến giao dịch yêu cầu giao nộp thủ tục phí cùng tem thuế. Mà có chút thời điểm nào đó đặc thù chủng loại còn cần giao hàng thủ tục phí từ từ các loại thượng vàng hạ cám phí dụng. Này liền giống vậy Trương Tam cùng Lý Tứ ở tiệm mặt trượt chơi một buổi trưa, đều đến giao 10 đồng tiền nơi sân phí đi. Khi cứ như vậy, thắng 100 khối Trương Tam trên thực tế mới tương đương kiếm lời 90 nguyên. Mà Lý Tứ trên thực tế đánh bài hao tổn 110 nguyên. 90, 110, 20. Bọn họ hai người từng người kim ngạch tương thêm lúc sau, thế nhưng biến thành số âm. Này, đã kêu làm phụ cùng trò chơi ở trong đời sống hiện thực mặc kệ là cái gì tài chính thị trường giao dịch chủng loại cơ bản tất cả đều là phụ cùng trò chơi trạng thái ngươi nếu muốn từ thị trường thượng kiếm được tiền liền nhất định là từ người khác trong túi kiếm tới đừng nhìn thị trường trời cao thiên nói cái gì ngư thị kiếm tiền khi chẳng qua là đại gia không ngừng thổi phồng khi biểu hiện giả dối thôi chân chính một thủy triều xuống vĩnh viễn sẽ có người tiền bị gắt gao mà bộ lao ở đỉnh điểm giới vị trần tử bình như vậy vừa nói này mấy cái phú nhị đại cũng không phải ngu ngốc lập tức liền minh bạch trần tử bình ý tứ trên thế giới này mặc kệ là làm gì ngành sản xuất, làm cái gì đầu tư. Vĩnh viễn đều là đại đa số người hao tổn, tiểu bộ phận người kiếm tiền. Mà hiện tại ở đại đa số người đều cho rằng giá thị trường còn muốn ngã lúc này. Thường thường chính là bay lên giá thị trường sắp phát động điềm báo. Nghe được Trần Tử Bình định liệu trước giải đáp, ở đây này mấy cái phú nhị đại cũng đều yên tâm không ít. Trải qua lúc trước vài phút quan sát sau, Trần Tử Bình cũng đã làm tốt vào bàn kế hoạch. Dựa theo tương lai xu thế đồ biểu hiện. Hôm nay cũng chính là chính nguyệt 24 ngày quốc tế kỳ hạn giao hàng tệ thấp nhất giá cả sẽ té 10.190 đô la tả hữu. Trước mắt tuy rằng còn ở 10.200 giá cả hướng lên trên, hoặc nhìn giống như còn có một chút khoảng cách. Chính là cũng đã là thời điểm có thể tiểu bút tiểu bút mà dần dần mua vào. Xào thị trường chứng khoán xào kỳ hạn giao hàng, mặc kệ là cái gì tài chính chủng loại đều hảo. Ai đều tưởng thấp nhất giá cả mua nhập, tối cao giá cả bán ra, như vậy kiếm được tiền nhiều nhất. Chính là này rốt cuộc chỉ là ảo tưởng, trong hiện thực ai cũng đoán trước không đến thấp nhất điểm đỉnh điểm rốt cuộc ở nơi nào huống hồ liền tính là có được tương lai xu thế đồ trần tử bình hắn kỳ thật cũng không dám đi nếm thử ở thấp nhất điểm mua nhập bởi vì hắn lo lắng như vậy khác thường thao tác không biết có thể hay không dẫn phát hiệu ứng bươm bướm, bướm. huống hồ hắn đến lúc đó tài chính lượng như vậy khổng lồ nếu đuổi ở trong khoảng thời gian ngắn mua nhập thị trường thượng căn bản là không có như vậy nhiều đơn đặt hàng bán cho hắn dù sao từ toàn thiên xu thế tới xem hiện tại giá cả cũng đã là rất thấp vị trí hiện tại nhanh đưa tài chính mua nhập ngồi trên sắp chuyến xuất phát xe tốc hành mới là chính xác nhất lựa chọn Trần Tử Bình lập tức triều năm tên chuyên viên giao dịch chứng khoán hạ lệnh nói. Liền hiện tại cái này giới vị, trên dưới di động 10 đô la khu gian, bắt đầu không ngừng mà mua nhập. Một người biểu tình hưng phấn chuyên viên giao dịch chứng khoán lập tức theo sát hỏi. Trần Tiên Sinh, chúng ta muốn mua nhập nhiều ít thương vị. Trần Tử Bình trực tiếp chém đinh chặt sắt đáp. Toàn thương. Có thể mua nhiều ít, liền mua nhiều ít. Vài tên chuyên viên giao dịch chứng khoán sắc mặt lập tức biến đổi, đều có chút sốt ruột mà dò hỏi. Trần Tiên Sinh, ngài xác định muốn 100% mảng thương vị. Phải biết rằng Trần Tử Bình hiện tại chính là lợi dụng tài khoản 200 triệu nguyên tiền mặt, trực tiếp thông qua phong hối ngân hàng xứng tư đòn bảy phóng đại tới rồi 2 tỷ. Nếu mãn thương vị mua vào nói, kia đã có thể tương đương với là ôn in. Mà này 200 triệu nguyên tiền ký quỹ đối với 2 tỷ hiệp ước tài chính tới nói, chỉ cho phép có 10% giảm mức độ không gian. Nói cách khác một khi kỳ hạn giao hàng tệ ở bọn họ mua nhập sau xuất hiện hạ ngã, mà xuống ngã lại đạt tới 10% biên độ thời điểm. Cái này tài chính tài khoản liền sẽ trực tiếp bạo thương, một phân tiền đều không còn mà liền ở 3-4 ngày trước bắt đầu đến bây giờ, kỳ hạn giao hàng tệ cũng đã ngã vượt qua 8%. Này xuống chút nữa tiếp tục nhiều ngã cái 10%, cũng không phải không có khả năng A. Thậm chí dựa theo trước mắt thật bàn ca tuyến xu thế tới xem, cái này khả năng tính còn không nhỏ đâu. Chính là Trần Tử Bình một chút cũng không lo lắng, trực tiếp vất vất tay nói. Yên tâm đi, ta đều có nắm chắc. Năm tên chuyên viên giao dịch chứng khoán nghe vậy, cũng chỉ đến làm từng bước mà bắt đầu nhanh chóng thao tác máy tính, ở thị trường thượng giao dịch lên. Nhìn vài tên chuyên viên giao dịch chứng khoán tốc độ tay bay nhanh mà ở trên bàn phím đánh, mà trên màn hình lớn biểu hiện tài khoản mua nhập kỳ hạn giao hàng tệ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Bên cạnh vài tên phú nhị đại lúc này cũng bắt đầu có chút lo lắng đi lên. Rốt cuộc mua nhập là yêu cầu thủ tục phí, mua số lượng nhiều lên lúc sau, phù mệt thủ tục phí cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy rằng đối với chỉnh thể 2 tỷ tài chính lượng tới nói căn bản bé nhỏ không đáng kể. Chính là lúc này ở mắt thường trực quan thượng xem qua đi. Này tài chính đều mới vừa mua vào đi không một hồi đâu tài khoản di động hao tổn cũng đã tích lũy đến mấy chục vạn. Mấy cái phú nhị đại tức khắc có chút tiểu thấp thỏm bất an lên. Trong đó can đảm nhỏ nhất cái kia Lý Dương chạy nhanh hướng tới Trần Tử Bình dò hỏi lên. Trần Thiếu, hiện tại thế cục không quá trong sáng, nếu không chúng ta vẫn là trước thu thu tay lại, đừng một hơi mua nhiều như vậy. Còn lại mấy cái đầu tư thiếu chút tiểu phú nhị đại cũng lập tức đi theo phụ họa nói. Đúng vậy đúng vậy, Trần Đại Thiếu, này thật khi xu thế đều còn ở đi xuống vẫn luôn thử, một bộ lập tức liền phải đại ngã cảm giác, chúng ta thật sự muốn một hơi toàn mua vào sao. Trần Thiếu Ngài lại suy xét suy xét bái, này để nhất bút giao dịch tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, bảo đảm tài chính an toàn mới là mấu chốt A. Nghe được bên lỗ tai thượng này đàn phú nhị đại nhóm triếu trích nghị luận khuyên can thanh. Trần Tử Bình trên mặt không khỏi hiện lên vài phần bực bội thần sắc. Thân là một cái đầu tư người. Hắn ghét nhất chính là có người ở hắn bên lỗ tai thượng các loại cung cấp cái gọi là hảo kiến nghị. Hơn nữa này nhóm người nói chuyện thời điểm ngữ khí, còn tất cả đều là một bộ ta là vì ngươi hảo cảm giác. Rất nhiều thời điểm những người này căn bản là không biết nội tình, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chỉ biết bản năng muốn thiên hướng với bảo thủ, muốn dựa theo bọn họ tư duy ý tưởng đi hành động. Này cũng chính là vì cái gì tài chính thị trường thượng tuyệt đại đa số người đầu tư đều ở thua tiền nguyên nhân. Nhìn đến hạ ngã liền sợ hãi, nhìn đến dân lên liền tham lam, cả ngày các loại truy cao sát ngã. Bọn họ loại người này không lỗ tiền, còn có thể là ai mệt tiền. Quả thực chính là bối nồi thua tiền tốt nhất người được chọn A. Chương 457, nội tâm sao động bất an. Bất quá hôm nay vẫn là hợp tác ngày đầu tiên. Trần Tử Bình cũng không đến mức liền điểm này dung người độ lượng đều không có. Trần Tử Bình chỉ là kẻ cao mày, ngay sau đó liền sái nhiên cười giải thích lên. Đoàn người không cần lo lắng, rốt cuộc đây chính là hơn 20 trăm triệu tài chính điều động vào bàn. Hiện tại khoản thượng này đó hao tổn kim ngạch, kỳ thật đại bộ phận đều chỉ là giao dịch khi sinh ra thủ tục phí phí tổn thôi. Loại này di động hao tổn, đều là làm không được số, chỉ cần giá cả hướng lên trên trướng lên lúc sau, thực mau là có thể nhìn đến lợi nhuận. Nghe được Trần Tử Bình sau khi giải thích, này đàn phú nhị đại nhóm biểu tình lúc này mới thoáng bình phục một chút toàn bộ thu mua quá trình đại khái dằn co hơn 3 giờ. Khi năm tên chuyên viên giao dịch chứng khoán lúc này mới sôi nổi dơ lên tay, Triều Trần Tử Bình báo cáo khởi bọn họ mua nhập thao tác hoàn thành tiến độ. Trần Tiên Sinh, dựa theo ngày phân phó, trước mắt ta phụ trách tài khoản đã toàn bộ mua vào kỳ hạn giao hàng tệ. Trước mắt kiềm giữ kỳ hạn giao hàng tệ thì giá trị ước chừng ở 6.000 vạn đô la tả hữu. Đệ nhị danh chuyên viên giao dịch chứng khoán cũng theo sát nhất tay hội báo nói. Trần Tiên Sinh, ta phụ trách tài khoản cũng đã toàn bộ giao dịch xong, tổng kiềm giữ thị giá trị ước chừng vì 5.900 vạn đô la ta cũng mua xong rồi, ta thành giao giá cả tương đối thấp, trước mắt thì giá trị ước chừng ở 6.100 vạn tả hữu. Ta cũng hảo. Vài tên chuyên viên giao dịch chứng khoán hội báo một vòng xuống dưới, Trần Tử Bình trong lòng cũng nhanh chóng tính ra một chút. Hai tỷ nguyên đại hoa tệ ấn trước mắt tỷ suất hối đoái đổi thành đô la, ước chừng là 300 triệu Mỹ kim xuất đầu tài chính tổng ngạch. Trước mắt hắn mua vào đi kỳ hạn giao hàng tệ tổng thị giá trị, vừa lúc là 300 triệu Mỹ kim. Tuyệt đối là siêu cao cầm thương chiếm so. Lúc này thời gian cũng đã đi vào giữa trưa 11 2 điểm dựa theo lẽ thường tới nói, này đàn phú nhị đại nhóm ngày thường tới rồi cái này cơm điểm. Đã sớm đã tốt năm tốt ba mà tìm nhà ăn tiệm cơm điểm thượng một bàn đồ ăn, bắt đầu đại đoá mau di. Chính là hôm nay bởi vì cố ở hiện trường quan sát lần này đầu tư kế hoạch tiến hành. Bọn họ tất cả đều không có ăn cơm trưa tâm tư, toàn tâm toàn ý liền quan kháng trên màn hình lớn kỳ hạn giao hàng tệ xu thế đồ. Liền ở giữa trưa 12 giờ thời điểm, biểu đồ thượng kỳ hạn giao hàng tệ giá cả đột nhiên tới một cái hạ trụy. Trực tiếp đánh bại duy trì mau sáng sớm thượng giá cả, ngã phá 10.200 đô la giá thấp bản thân loại này số nguyên giới vị đối với người đầu tư nhóm tới nói, liền dễ dàng hình thành một loại tâm lý quán tính. Liền giống như ngươi hiện tại trên tay có cổ phiếu kiếm tiền. Ngươi thông thường sẽ không nói chờ cổ phiếu lên tới 9.87 thời điểm ta liền bán ra. Mà là sẽ nghĩ thấu cái số nguyên, chờ nó lên tới 10 đồng tiền lại đến bán. Đây là thường có số nguyên cưỡng bách chứng tâm lý. Hiện giờ nhìn đến cái này duy trì sáng sớm thượng giá cả bị ngã phá. Thị trường thượng soát một chút liền xuất hiện ra không ít bán đơn. Trực tiếp đem giá cả cấp đục lỗ tới rồi 10 đô la kỳ hạn giao hàng tệ giá cả bắt đầu hạ ngã, đối với toàn thương mua vào tài khoản ảnh hưởng có thể to lắm. Cơ hội này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ, chỉ thấy đến cái kia di động hao tổn liền từ mấy chục vạn hao tổn kim ngạch, lập tức nhảy lên tới rồi phù mệt mấy trăm vạn. Bên cạnh kia một đám phú nhị đại nhóm hô hấp đột nhiên cứng lại, không ít người trái tim thậm chí đều thiếu chút nữa lậu nhảy một phát. Nhìn đến tài khoản thượng không ngừng biến động, đỏ như máu hao tổn kim ngạch. Lúc trước thật vất vả mới bị Trần Tử Bình giải thích trấn an xuống dưới tâm tình tức khắc lại treo ở giữa không trung. Tới rồi lúc này, này đàn phú nhị đại nhóm lập tức liền bắt đầu lâm vào sợ hãi bên trong. Bọn họ trong đầu không chịu khống chế mà bắt đầu thiết tưởng lên. Nếu kỳ hạn giao hàng tệ từ nơi này bắt đầu một đợt đại ngã, trực tiếp ngã cái 10% đi xuống nói, kia bọn họ đầu tư đi vào tiền chẳng phải là toàn không có. Đối với mỗi ngày trứng giảm mức độ căn bản không có hạn chế kỳ hạn giao hàng tệ tới nói. Này hoàn toàn là khả năng sẽ xuất hiện tình huống a. Mấy cái đỉnh đầu kỳ thật cũng không có như vậy giàu có, cũng hoặc là lá gan tương đối tiểu nhân phú nhị đại sắc mặt càng là bắt đầu dần dần trở nên tái nhợt lên, đại viên đại viên mồ hôi cũng không ngừng từ trên trán toát ra. Lúc này, cái kia Lý Dương có chút nhịn không được. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi đến ngồi ở bàn điều khiển phía sau trên sofa Trần Tử Bình bên cạnh. Ngữ khí không phải không có oán giận mà mở miệng nói. Trần Thiếu, hiện tại kỳ hạn giao hàng tệ quả thực muốn bắt đầu ngã xuống. Ngươi vẫn là lại nghiêm túc suy xét suy xét, muốn hay không lập tức bán ra một bộ phận thương vị, trước ổn định không cần mệt nhiều như vậy. Nghe được Lý Dương lời nói, bên cạnh kia mấy cái phú nhị đại lại bắt đầu tất tất đi lên đúng vậy đúng vậy, ta xem bệnh tim đều mau toát ra tới. Đại thế nhìn dáng vẻ muốn đại ngã, nhưng chúng ta tài khoản hiện tại còn là mãn thương trạng thái A. Ai, Trần Thiếu thao tác phong cách tuy rằng dũng mãnh là rất dũng mãnh, nhưng là nguy hiểm thật sự là quá lớn. Nghe thế nhóm người lại bắt đầu ở nơi đó tất tất lại lại đi lên. Trần Tử Bình lúc này chính là không cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn. Chỉ thấy Trần Tử Bình phần lưng chậm rãi dựa thượng sofa bối, ngón tay nhẹ nhàng mà ở một bên trên tay vịn gõ lên. Vài vị huynh đệ, các ngươi còn nhớ rõ phía trước góp vốn đầu tư thời điểm, ta cùng vài vị nói qua cái gì sao? Ở đây mọi người thần sắc sửng sốt, có chút không thể hiểu được mà hỏi ngược lại. Ngạch! Nói gì đó? Mà bên cạnh vẫn luôn ở yên lặng quan sát đến Trần Tử Bình Trương Thiên Minh còn lại là trong lòng rùng mình. Lập tức cảm giác được Trần Tử Bình ngữ khí có chút không thích hợp. Quả nhiên, liền tại hạ một giây, Trần Tử Bình sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Ta lúc ấy chính là cùng đang ngồi chư vị đều đã nói rõ ràng. Ta đầu tư khi tình huống, cùng với tài chính tài khoản ngạch trống cùng nước chảy các ngươi đều có thể xem xét. Nhưng là cụ thể giao dịch trong quá trình ta muốn như thế nào thao tác, các ngươi đều không thể tự tiện can thiệp." Trần Tử Bình ngữ khí lạnh nhạt vô cùng, tràn ngập chí cao vô thượng uy nghiêm. Ở đây tất cả mọi người bị hắn ngữ khí sở khuất phục, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Rốt cuộc lúc ấy ngay từ đầu góp vốn thời điểm, Trần Tử Bình xác thật là đã nói rõ ràng điểm này. Hiện giờ lúc này mới đầu tư vừa mới bắt đầu không nửa ngày thời gian đâu. Bọn họ cũng đã bắt đầu các loại nghi ngờ nổi lên Trần Tử Bình tới. Này bất luận là về tình về lý, đều có chút không thể nào nói nổi nhìn thấy ở đây mọi người phần lớn đều đã cúi đầu xuống. Trần Tử Bình cũng thuận thế đem ngữ khí hơi chậm lại một chút, trầm giọng giải thích lên. Ta sợ dĩ dám ở lúc này toàn thương vào bàn, khẳng định là có ta tất thắng nắm chắc. Các ngươi chẳng lẽ đều quên mất, ta ngay từ đầu thời điểm cũng đã nói, ta cùng kinh thành bằng hữu cũng ở đầu tư kỳ hạn giao hàng tệ sao? Ta cùng bọn họ kia ban nhân cùng nhau làm tài chính lượng, xa xa muốn so cùng các ngươi bên này làm tài chính lượng lớn hơn rất nhiều. Nếu là luận khởi đối nội mạch tin tức nắm giữ trình độ, chẳng lẽ ta còn sẽ kém quá các ngươi sao? bị Trần Tử Bình như vậy vừa uống hỏi, ở đây phú nhị đại nhóm cũng tất cả đều không lời nào để nói. Xác thật, Trần Tử Bình thân là kinh thành tới, hào môn đại thiếu, nắm giữ tin tức con đường nơi phát ra khẳng định so với bọn hắn muốn nhiều đến nhiều. Trần Tử Bình dám ở thời gian này điểm toàn thương mua nhập, khẳng định là có hắn tin tức. Vốn dĩ loại này thật vất vả đạt được đến nội tình tin tức, nên là tận lực giấu giếm xuống dưới độ cao bí mật. Trần Tử Bình bất hòa bọn họ nói cũng là bình thường nhưng cố tình bọn họ còn vẫn luôn ở chỗ này kéo chân sau, này còn không phải là rõ ràng ở chậm trễ chính sự sao. Ở đây đông đảo phú nhị đại trên mặt, tức khắc đều lộ ra hổ thẹn chi sắc. Chương 458, Trần Tử Bình đương trường tức giận. Đúng vậy, lúc trước tụ hội thượng gặp mặt thời điểm. Rõ ràng là bọn họ luôn mồm thượng vội vàng cầu Trần Tử Bình dẫn bọn hắn cùng nhau chơi, cùng nhau kiếm tiền vớt một bút. Nhưng hiện giờ Trần Tử Bình đã vào bàn dẫn bọn hắn chơi. Bọn họ lại bắt đầu nghi ngờ nổi lên Trần Tử Bình thao tác hợp lý tính, nếu lúc ấy đều nói tốt từ dẫn đầu người trưởng quản hát thảy. Bọn họ liền không nên ở chỗ này lắm miệng đề ý kiến. Ở đây Phú Nhị Đại nghe vậy, cũng tất cả đều ngậm miệng lại, lựa chọn trầm mặt không nói. Dù sao liền trước mắt tới nói, cái này tổn thất cũng còn ở bọn họ có thể thừa nhận trong phạm vi. Nếu là thật sự mặt sau mắt nhìn té 7% thậm chí là tiếp cận 10% thời điểm. Đại gia hỏa lại cưỡng chế yêu cầu tài khoản bình thường cũng còn kịp. Chính là đại đa số người là an tĩnh, nhưng trong đó cái kia nhà giàu đại thiếu Lý Dương lại vẫn là nhịn không được mở miệng. Trần Thiếu, ngươi có thể là được đến nội tình tin tức, tương lai sẽ có một đợt dâng lên, chính là hiện tại giá thị trường đang ở ngã A. Này quốc tế kỳ hạn giao hàng tệ thị trường kỳ thật lại không đơn giản là mua nhiều đầu có thể kiếm tiền, bán không cũng giống nhau có thể kiếm tiền. Chúng ta tài khoản thượng như vậy nhiều tiền mặt, tổng không có khả năng toàn mua vào đi bạch chờ nó ngã xuống đi lúc sau lại thăng trở về đi. Nếu không ngươi suy xét một chút, rút ra một bộ phận tài chính quay đầu biến thành bán không. Ở quốc tế tài chính thị trường thường, trừ bỏ thường thấy mua nhập kiếm tiền bên ngoài, bán không cũng đồng dạng có thể kiếm tiền. Mua nhập kiếm tiền, liền giống như ngươi hiện tại một khối tiền một cân mua 10 cân cải trắng. Như vậy ngươi tổng cộng hoa 10 đồng tiền đi mua nhập. Sau đó vừa vặn ngày mai hạ đại tuyết, cải trắng giá cả phiên gấp đôi, dâng lên biến thành hai khối tiền. Như vậy ngươi đem 10 cân cải trắng bán đi, ngươi trên tay liền có 20 đồng tiền. Giảm đi phía trước phí tổn, ngươi liền kiếm được tay 10 đồng tiền. Loại này là nhất thường thấy, cũng là dễ dàng nhất bị người xử lý giải giao dịch phương thức. Nhưng là bởi vì quốc tế tài chính thị trường thể lượng phi thường khổng lồ. Cho nên quốc tế khoáng thương thường thường còn sẽ cung cấp bán trống không giao dịch phương thức còn lấy cái kia cải trắng giá cả làm nêu ví dụ. Giả thiết ngươi đã biết nội tình tin tức, lập tức có tân một đám cải trắng muốn đưa ra thị trường. Ngươi phán đoán cải trắng ở Minh sau mấy ngày sẽ có một đợt giá cả hạ ngã. Như vậy ngươi hiện tại đi trước tìm bán sĩ thương, khoáng thương, mượn 10 cân cải trắng, lập tức bán được thị trường thượng. Sau đó bởi vì hiện tại thị trường thượng cải trắng giá cả là hai khối tiền. Cho nên ngươi từ bán sĩ thương nơi đó mượn đến cải trắng chẳng khác nào bán 20 đồng tiền. Chờ đến ngày hôm sau, tân cải trắng đưa ra thị trường dẫn tới giá cả hạ ngã thành một khối tiền một cân cho đến lúc này, ngươi lại hoa 10 đồng tiền mua hồi 10 cân cải trắng còn cấp bán sĩ thương, khoáng thương. Ngươi phía trước bán đi cải trắng tới tay 20 nguyên, hiện tại chuột lại cải trắng còn cấp lão bản chỉ tốn 10 nguyên. Một đến một đi, ngươi liền kiếm được 10 đồng tiền lợi nhuận. Loại này giao dịch hành vi, đã kêu làm bán không? Đưa người giao dịch phán đoán quốc tế kỳ hạn giao hàng tệ muốn hạ ngã khi, liền có thể thông qua bán trống không phương thức từ dưới ngã trung kiếm lấy lợi nhuận. Lý Dương hiện giờ chính là muốn đầu cơ trục lợi, muốn thừa dịp cơ hội này, trước đem hạ ngã tiền kiếm được tay. Trần Tử Bình nghe được hắn thế nhưng còn dám ở bên tai mình tất tất lại lại, còn dám tiếp tục nghi ngờ chính mình an bài. này rõ ràng chính là không đem chính mình lời nói để vào mắt a. À. Trần Tử Bình lập tức xoát một chút đứng lên, sắc mặt lạnh băng mà nói: Lý công tử, chúng ta tài chính lượng như thế khổng lồ, lại há là nói mua là có thể mua, nói bán là có thể bán. Đại tài chính giao dịch chú trọng chính là trước tiên bố cục, kiếm lấy một đoạn xu thế lợi nhuận. Thị trường thượng mỗi thời mỗi khắc đều ở thăng thăng ngã ngã, lại sao có thể đem mỗi một bút giao dịch, mỗi một bút lợi nhuận đều ăn đến trong miệng? như vậy thao tác hành vi thứ ta trần tử bình làm không được trần tử bình nói ra lời này khi biểu tình hoặc nhìn tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ tự hồ bị lý dương lời nói cấp chọc giận giống nhau ngay sau đó trần tử bình trực tiếp làm trò ở đây mọi người mặc đột nhiên vung tay lên lạnh lùng nói lý công tử nếu là cảm thấy chính mình có như vậy siêu đoạn tuyến giao dịch năng lực vậy ngươi đại có thể lấy thượng ngươi kia số tiền tự hành thao tác còn có ở đây mọi người mặc kệ là ai đối ta thao tác không yên tâm không tin ta tin tức cùng năng lực hiện tại liền có thể lập tức nói ra lập tức lui tiền chạy lấy người Trần Tử Bình lời này nói ra, không thể nghi ngờ là ở trực tiếp đuổi ở đây mọi người lui tư. Bị Trần Tử Bình như vậy trước mặt mọi người vừa uống, ở đây phú nhị đại nhóm mỗi người đều có chút sắc mặt xấu hổ lên. Đặc biệt là cái kia chính diện ai mắng Lý Dương, sắc mặt tức khắc chính là lúc xanh lúc đỏ, cảm giác là đại ném một phen mặt mũi. Thử nghĩ hắn Lý Dương cũng là ngũ dương thị bản địa tiếng tâm lừng lẫy nhà giàu đại thiếu. Có bao nhiêu lâu không bị người như vậy giáp mặt mì sợi tử. Lý Dương lập tức sắc mặt biến đổi, tự hồ lập tức liền phải phát tác. Đúng lúc này, bên cạnh trương thiên minh thấy tình thế không đúng cũng lập tức ra tới đánh lên giảng hòa ai 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 một chút việc nhỏ một chút việc nhỏ mà thôi mọi người đều xin bớt giận không cần thiết nóng vội sao đại gia hôm nay có thể tụ ở bên nhau đầu tư cũng đều là ông tín nhiệm trần thiếu ước nguyện ban đầu tới phía trước sự tình liền vẫn là không cần nhắc lại ở đây còn lại đám kia phú nhị đại nhóm cũng đều ánh mắt lập lòe một chút không ít người cũng chạy nhanh cười ha hả tiến lên cùng trương thiên minh một đạo ngăn ở trần tử bình cùng lý dương chi giang Ai nha, này không phải mới vừa đầu tư sao, lý thiếu đề nghị của ngươi tuy rằng hảo, bất quá còn có thể chờ một chút xem sao. Chính là chính là, Trần Thiếu nếu như vậy an bài, nói vậy khẳng định là có hắn đạo lý. Lý thiếu ngươi tưởng cho đại gia mưu ít lợi hảo tâm đều lý giải, đại gia hỏa trong lòng cũng đều minh bạch hảo ý của ngươi. Chẳng qua hiện tại nếu là Trần Thiếu dắt đầu, chúng ta vẫn là đến nghe theo hắn an bài tương đối hảo. Một đám phú nhị đại nhóm lôi kéo Lý Dương đi tới mấy mét ngoài sofa ghế dài ngồi hạ. Không ngừng nói chút giảng hòa giải sầu lời nói trấn an một chút hắn, làm hắn không cần dễ dàng hành động theo cảm tình lý dương nguyên bản bị trần tử bình quát hỏi bức lui khi đều đã có chút tưởng thật sự liền ngay tại chỗ lui tư rời đi nhưng theo sau bị ở đây này đó phú nhị đại nhóm khuyên bảo vài câu sau hắn tuy rằng sắc mặt vẫn là rất khó xem chính là nóng lên trán lại cũng đã bình tĩnh lại dù sao cũng là đại gia tộc bồi dưỡng ra tới nhà giàu đại thiếu nên có lòng dạ vẫn là có như vậy một ít phía trước hắn chẳng qua là bởi vì trong lòng sốt ruột cho nên mới vô cùng lo lắng mà muốn đề ý kiến hiện tại bị trần tử bình vào đầu vừa uống lại bị này đó hồ bằng cẩu hữu khuyên bảo vài câu. Lúc trước kia trận nhiệt huyết xúc động qua đi lúc sau, hắn cũng có chút sắc mặt xấu hổ mà quay đầu đi. Không chỉ có không có chút nào lui tư ý tưởng, ngược lại bắt đầu lo chính mình buồn đầu uống nổi lên đồ uống. Mà Trương Thiên Minh lúc này cũng tiến lên một bước, đứng ở Trần Tử Bình bên người, cười nịnh nọt ôn thanh nói: "Trần lão ca đừng nóng giận, nhàn vạn đừng cùng Lý Dương tên kia trí khí, hắn cũng không phải có nghĩ thầm muốn phản bác ngươi an bài, chỉ là trong lòng sốt ruột thôi." Trần lão ca ngươi ý tứ ta cũng nghe minh bạch, tiểu tài chính đó chính là một con thuyền thuyền nhỏ, tưởng khi nào quay đầu liền khi nào quay đầu. Mà chúng ta tài chính lượng nhiều như vậy, liền giống như một con thuyền vạn tấn cự luân, thuyền lớn muốn ra ra vào vào kia đã có thể muốn viền toái đến nhiều. Nếu Trần lão ca ngươi nói có lý có theo, hơn nữa lại đối này đó chuyên nghiệp tính cường tài chính thao tác tương đối quen thuộc, chúng ta đoàn người khẳng định đều là tin tưởng ngươi. Ngươi cứ yên tâm tiếp tục thao tác, phía trước bọn họ nói chuyện phím lời nói ngươi coi như trận gió thổi rời khỏi liền xong rồi. Chương 459, Trần Tử Bình Ký phách. Chung quanh đám kia phú nhị đại nhóm cũng sôi nổi ra tiếng phụ họa lên đúng 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 trần đại thiếu ngài vẫn là tiếp tục chủ trì đại cục đi lúc trước là chúng ta quá nóng vội cho nên mới không ngừng muốn dò hỏi một chút ngươi ý kiến ngươi yên tâm từ giờ trở đi chúng ta đoàn người đều vô điều kiện tín nhiệm ngươi an bài nghe thế đàn phú nhị đại nhóm tỏ thái độ trần tử bình trên mặt thần sắc lúc này mới lượt có hòa hoãn trước trước kia phó lạnh băng hờ hững thần sắc biến thành không tỏ ý kiến biểu tình giống thật mà là giả gật gật đầu theo sau trần tử bình xem đều không xem đám kia phú nhị đại nhóm liếc mắt một cái trực tiếp lão thần khắp nơi mà một lần nữa ngồi trở lại lúc trước lão bản ghế ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào trên vách tường kia hai khối thật lớn màn hình tựa hồ căn bản liền không có đem lúc trước phát sinh khắc khẩu đem chung quanh phú nhị đại nhóm để vào mắt giống nhau trần tử bình sở dĩ muốn biểu hiện ra như vậy thần thái động tác thậm chí là một loại đều có thể xưng được với là cuồng vọng cao ngạo nói một không hai thiết huyết phong cách kỳ thật chính là vì cho chính mình lập quy vì cấp này đàn phú nhị đại nhóm một cái ra oai phủ đầu làm cho bọn họ biết rốt cuộc lần này đầu tư là do ai làm chủ đạo địa vị cách ngôn nói rất đúng người vô đầu không đi giúp vô khó lúc đầu hành một cái đoàn đội nếu là không có xác định xuống dưới rốt cuộc ai lời nói nhất có quyền uy kia khẳng định là đi không xa mà trần tử bình vừa rồi sở dĩ phải làm sở hữu phú nhị đại nhóm trước mặt cố ý phát hỏa còn tràn ngập khí thế mà trực tiếp uống lui lý dương làm hắn làm sở hữu còn tại hoài nghi người chủ động lui tiền chạy lấy người này kỳ thật chính là giết gà dọa kỹ, lấy lui làm tiếng chỉ có như vậy phát một lần hỏa mới có thể làm cho bọn họ ý thức được trần tử bình mới là lần này đầu tư lớn nhất đầu mà bởi vì Trần Tử Bình thân phận bối cảnh chính là đến từ kinh thành siêu cấp hào môn đại thiếu. Hắn lúc trước biểu hiện đến như vậy cùng vọng cao ngạo. Ở đám kia phú nhị đại nhóm xem ra cũng là đương nhiên sự tình. Rốt cuộc có tiền có thế có năng lực, không cao ngạo đều ngượng ngùng nói chính mình là kinh thành tới, quá gian long. Bởi vậy chỉ cần không phải chân chính bạch bạch mà đánh tới bọn họ thiết thân tương quan thể diện khi. Trần Tử Bình càng là như vậy giết gà dọa khỉ, càng là như vậy khí thế kiêu ngạo. Ngược lại làm cho bọn họ đối Trần Tử Bình càng thêm bội phục, càng thêm tín nhiệm khi đầu đại ca nếu là đều không có vài phần tính tình, không vài phần uy nghiêm. Khi còn gọi cái gì đại ca? Kinh này một chuyện, Trần Tử Bình cùng bọn họ quan hệ không chỉ có không có chút nào ngăn cách sinh ra. Ngược lại càng thêm tạo nổi lên Trần Tử Bình quyền uy, làm cho bọn họ càng thêm tín nhiệm nổi lên Trần Tử Bình tới. Chỉ thấy đến Trương Thiên Minh cùng bên cạnh mặt khác cái kia Trần Tư Sa, sắc mặt tất cả đều cao thâm khó đoán mà trầm mặt không nói. Con ngươi trong mắt quay tròn mà chuyển, làm bộ dường như không có việc gì mà quan sát đến trên màn hình lớn giá thị trường duy độc chính là cái kia bị trở thành cảnh hầu gà lý dương sắc mặt liền vẫn luôn âm tình bất định đến lúc này hắn liền tính là lại bổn cũng đã suy nghĩ cẩn thận chính mình là bị trở thành cái kia chim đầu đàn cấp trở thành bia ngắm hung hăng giáo húng một đốn lý dương trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc lên nhìn xem trước qua cái này xấu hổ quan khẩu chờ đến quay đầu trong lén lúc không người ngoài thời điểm chính mình lại đi tìm trương thiên minh yêu cầu lui tư cái này cục chính mình cùng lắm thì không chơi liền ở lý dương cúi đầu suy xét gì thời điểm đi nói chuyện này thời điểm đột nhiên hắn bên người phú nhị đại đột nhiên một chút đứng lên chỉ vào trên màn hình lớn giá thị trường kích động mà hô ai nha các ngươi mau xem a à. kỳ hạn giao hàng tệ giá cả thăng làm sao làm sao mau chỉ cho ta cũng nhìn xem hoắc thật đúng là bắt đầu dâng lên này nháy mắt công phu cư nhiên cũng đã thăng trở lại 10.210 đô la trở lên a à. ở đây phú nhị đại nhóm bị đột nhiên dâng lên 20 đô la kỳ hạn giao hàng tệ ca tuyến đồ cấp kinh ngạc sôi nổi đều trước trước thần sắc khác nhau trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, tràn đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm màn hình lớn. Kế tiếp nửa giờ, bọn họ trơ mắt mà nhìn giá cả một đường bò lên. Thế nhưng một hơi trực tiếp phá tan ngày hôm qua tối cao giới 10.530 đô la. Mà nguyên bản còn bởi vì di động hao tổn mà có vẻ đỏ rực tài chính tài khoản, sớm đã biến thành một mảnh tiên màu xanh lục. Hiện giờ di động lợi nhuận con số kim ngạch, xem đến bọn họ mỗi người đều có chút tâm hoa nổ phóng đi lên. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian, phía trước mua nhập thương vị cũng đã thu lợi vượt qua 3%. Đối với 300 triệu Mỹ Kim tổng tài chính mà nói, này 3% chính là 900 vạn đô la. Đổi thành đại hoa tệ nói, chính là ước chừng 6.000 vạn A. À. Tuy là đang ngồi mỗi người đều là phú nhị đại, lúc này cũng không khỏi bị cái này kiếm tiền tốc độ cấp kinh ngạc tới rồi. Ngưu. Thật sự là quá ngưu so A. À. Nhìn khoản thượng như thế cao dự tính lợi nhuận kim ngạch. Không ít phú nhị đại nhóm trong lòng tức khắc sinh ra chạy nhanh, lạc túi vì an ý tưởng. Nhanh như vậy liền kiếm được 6.000 vạn, đặt me còn thất thần làm gì, chạy nhanh trước đem kiếm được tiền trang đến trong túi A. À di động lợi nhuận chung quy chỉ là khoảng thượng một chuỗi con số mà thôi, tùy thời đều là sẽ biến. Chạy nhanh đem trong tay thương vị bán đi, đem tiền mặt thành thật kiên định mà lấy về tới tay, này thật đẹp tư tư a. À. Mấy cái lòng nóng như lửa đốt phú nhị đại lập tức lại bắt đầu triều Trần Tử Bình nhắc tới kiến nghị tới. Trần Thiếu, chúng ta kiếm đồng tiền lớn. Trần Tử Bình không tỏ ý kiến gật gật đầu, biểu tình có vẻ thập phần bình tĩnh. Ân, ừ, ta thấy được. Nhưng kia mấy cái phú nhị đại còn không có nhận thấy được cái gì, lo chính mình tiếp tục nói. Kia, khi chúng ta muốn hay không chạy nhanh trước bán đi đem tiền lạc túi vì ăn a à. đúng vậy trần ca này đều đã kiếm lời không ít nếu không liền trước bán đi một nửa cũng hảo a à. nhưng trần tử bình quay đầu liếc bọn họ liếc mắt một cái không nói một lời mà hừ một tiếng trần tử bình này một tiếng hừ lạnh tức khắc bừng tỉnh kia mấy cái bị kiếm tiền vui sướng hướng hôn đầu óc phú nhị đại bọn họ lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây trần tử bình mới là toàn cục đầu tư kế hoạch nói sự người a à. hắn đều còn không có hạ lệnh muốn chuyên viên giao dịch chứng khoán bán ra chính mình mấy người ở chỗ này tất tất lại lại nói cái gì kiến nghị. Này vài tên phú nhị đại tức khắc thu miệng, hậm hực mà lui về tại chỗ. Thấy bọn họ như vậy thức thời, cũng đã biết rốt cuộc ai địa vị tối cao. Trần Tử Bình đôi mắt lúc này mới hiện lên một tia vừa lòng thần sắc. Hắn muốn, chính là loại này chính mình nói một không hai khí thế cùng hiệu quả. Hiển nhiên chính mình đã thành công lập uy, Trần Tử Bình cũng bắt đầu cho bọn hắn đóng sầm mấy cây cà rốt. Đại gia không cần nóng vội, này kiếm tiền sự tình, tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành có cái gì sinh ý là lấy ra đi lập tức lại lấy về tới lại có thể kiếm được đồng tiền lớn mau vào mau ra kiếm vĩnh viễn đều là gà toái số lẻ vĩnh viễn ăn không thành mập mạp nếu ta phỏng chừng không có sai nói liền ở hôm nay buổi tối phía trước kỳ hạn giao hàng tệ giá cả còn sẽ có một đợt càng cao tốc độ tăng dù sao chúng ta đều đã kiếm tiền sao không lại kiếm nó nhiều một ít kiếm được càng có can đảm một ít hôm nay chúng ta nhiều như vậy huynh đệ cùng nhau đầu tư kiếm tiền muốn kiếm liền kiếm nó một bút đại nghe được trần tử bình lời nói ở đây rất nhiều phú nhị đại nhóm tức khắc chỉ cảm thấy cảm xúc mênh mông cả người nhiệt huyết sôi trào không thôi nhìn tài khoản thượng còn đang không ngừng dâng lên lợi nhuận kim ngạch lại nhìn trước mặt tràn đầy người lãnh đạo khí tràn trần tử bình bọn họ không khỏi đối trần tử bình là tâm phục khẩu phục lên cái gọi là tín nhiệm cái gọi là uy nghiêm cái gọi là kính sợ dựa vào cũng không phải là của trách răng dậy dựa vào chính là chiêu thức ấy ân uy cũng thi trần tử bình tuy rằng phía trước là đối bọn họ hung điểm thái độ cũng có chút cuồng vọng cao ngạo chính là Trần Tử Bình là thật sự lãnh bọn họ kiếm được tiền A. Hiện giờ này khoảng thượng 6.000 vạn phù doanh, chính là thật đánh thật chiến tích. Đánh một cái tắt cấp cái ngọc táo, nói được chính là Trần Tử Bình hiện giờ hành vi. Ở hắn như vậy, điều di ao, hạ, đi theo hắn cùng nhau đầu tư này đàn phú nhị đại nhóm, cũng bắt đầu đối hắn sinh ra đi theo cảm. Chương 460, vui vui vẻ vẻ kiếm đồng tiền lớn. Đến nỗi nửa giờ trước còn tất tất lại lại cái không ngừng cái kia Lý Dương. Lúc này cũng trực tiếp lựa chọn câm miệng không hé răng, cố ý quay đầu đi ngượng ngùng lại cùng Trần Tử Bình đối diện nhưng là từ hắn thường thường sẽ lén lúc quan sát màn hình lớn động tác có thể nhìn ra được tới. Hắn trong nội tâm đầu đối với lúc này kỳ hạn giao hàng tệ đại trướng, tài chính tài khoản lợi nhuận, vẫn là thập phần cao hứng. Nhìn đến đầu tư đã có nhiều như vậy lợi nhuận sao? Hắn ban đầu còn nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ muốn lui tư những cái đó ý niệm. Đã sớm không biết ném đến trên chín tầng mây đi. Hiện tại hắn, phủng di động kia kêu một cái vui tươi hớn hở đâu. Liền tính là Trần Tử Bình lại nói làm hắn lui tư, hắn phỏng chừng đều sẽ làm bộ dường như không có việc gì, chính là không nghe thấy nói giỡn, này rõ ràng tài lộ. Ai sẽ cùng kiếm tiền không qua được a? À? Bởi vậy cho dù hắn bên ngoài thượng không như thế nào hé răng. Nhưng người khác kỳ thật sớm đều nhìn ra tới, hắn trong nội tâm đầu đã đối Trần Tử Bình phục mềm. Nếu phục mềm, Trần Tử Bình tự nhiên cũng sẽ không lại đi xua đuổi hắn. Dù sao nên giết gà dọa khỉ hỏa hậu đã làm được vị. Cũng không cần thiết đem một cái đại hợp tác đồng bọn thật sự cất đuổi đi. Có hắn kia hơn một ngàn vạn tài chính, này một phóng đại gấp 10 lần đòn bẫy sau nhưng chính là nhiều 100 triệu hơn nữa quay đầu lại kiếm được sở hữu tiền, Trần Tử Bình nhưng đều là có thể cùng hắn chia đôi đâu. Xem ở dùng hắn tiền giúp chính mình kiếm tiền phân thượng. Trần Tử Bình cũng liền lười đến cùng hắn lại nhiều so đo. Lúc này nhìn đến hiện trường rất nhiều phú nhị đại đều đối chính mình biểu hiện ra tôn trọng kính sợ biểu tình. Trần Tử Bình tuy rằng bên ngoài thượng như cũ vân đạm phong kinh mà uống nước trà. Nhưng tâm lý nhưng miễn bàn có bao nhiêu sản khoái không thôi, cười thầm không ngừng. Cho nên nói sao, thích hợp mà phát phát hỏa lập lập uy, kỳ thật cũng không phải kiện chuyện xấu. Liền ở ngay lúc này. Trương Thiên Minh đột nhiên vỗ đùi, có chút ngượng ngùng mà tiếp đón lên. "A à nha, chúng ta đại gia hỏa này vội đến quá mê mẩn, đều quên xem thời gian. Này chớp cái mắt công phu, đều đã giữa trưa 12 giờ nhiều mau một chút, cơm điểm đều mau đi qua. Nếu không phải bụng lộc cộc lộc cộc kêu hai tiếng, ta đều còn không có nhận thấy được đều đã trễ thế này a." À. Nghe được Trương Thiên Minh lời nói, bên cạnh đám kia phú nhị đại nhóm này cũng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lúc trước bọn họ tất cả đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trên màn hình lớn giá thị trường xu thế, nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ chuyện khác nhìn kia kỳ hạn giao hàng tệ ca tuyến xu thế một đường hướng lên trên tiêu trướng, này mỗi thăng một đô la nhưng đều là trắng bóng bạc a. À. Nhìn tài chính tài khoản di động lợi nhuận càng trướng càng nhiều. Này kiếm tiền cảm giác quả thực hưng phấn đến bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Nhìn tài khoản ngạch trống thượng mỗi thời mỗi khắc, mỗi phân mỗi giây đều đang không ngừng dao động con số. Cho dù là không ăn cơm không ngủ được, phỏng chừng bọn họ đều mỗi người tinh thần gấp trăm lần. Vì thế bên cạnh Trần Tư Sa lúc này cũng mở miệng chen vào nói. Hải, tuy rằng là qua cơm điểm, bụng cũng có chút đói, chính là ta đây là một lát cũng không nghĩ rời đi cái này giao dịch thất a à. như vậy đi nếu không ta kêu người đi phụ cận tiệm cơm đóng gói mấy phân thức ăn cơm thực trở về chúng ta đoàn người liền lưu tại này giao dịch trong phòng đầu tạm chấp nhận tạm chấp nhận trước đêm cơm trưa ứng phó một chút thế nào nghe được trần tư xa lời nói bên cạnh đám kia phú nhị đại nhóm cũng sôi nổi gật đầu tán đồng hiện tại bọn họ chỉ cần là nhìn trên màn hình xu thế đều đã no rồi nơi nào còn có cái kia tâm tư rời đi vạn nhất nếu là liền ở bọn họ rời đi đi ăn cơm trong khoảng thời gian này bên trong ngã xuống tới nguyên bản đều đã thấy được di động lợi nhuận lại ngã trở về đã không có. Khi bọn họ chẳng phải là đến đau lòng chết. Cho nên dứt khoát liền lưu tại này giao dịch trong phòng thủ, vạn nhất nếu là ngã, còn có thể nắm chặt bán đi lạc túi vì an. Nghe thấy mấy cái phú nhị đại nhóm lời nói, Trần Tử Bình cũng đoán được bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng Trần Tử Bình nhưng thật ra trước sau biểu hiện đến thập phần trấn định. Chỉ thấy hắn không chút nào lo lắng mà vẫy vẫy tay, hấp dẫn tới rồi chung quanh phú nhị đại nhóm tập thể chú một sau, chậm rãi mở miệng nói. Đại gia không cần lo lắng, ta phía trước ngay từ đầu góp vốn thời điểm cũng đã cùng các ngươi nói. Này kỳ hạn giao hàng tệ kế tiếp một đoạn thời gian, đều sẽ đi liên tục hướng về phía trước ngưu thị giá thị trường. Chúng ta đại có thể nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên sao mà liền sao mà, một chút đều không cần lo lắng hạ ngã sự tình. Nói xong lúc sau, Trần Tử Bình cũng đi đầu đứng lên, ý bảo đại gia đi theo hắn một khối đi ra cửa ăn cơm. Chúng ta đoàn người hôm nay ngày đầu tiên mở ra đầu tư, liền tới rồi một đợt khởi đầu tốt đẹp, lý nên ăn đúng tốt khao khao ngủ tạng miếu mới đúng. Đi thôi, ta mời khách chúng ta đến phụ cận nhà ăn ăn đúng tốt. Nghe được Trần Tử Bình lời nói, tuy rằng đại bộ phận phú nhị đại nhóm đều có chút ý động. Còn là có người mang theo chút thấp thỏm tâm tình nhỏ giọng hỏi. Trần Thiếu, đây chính là mãn thương mua nhập A, chúng ta thật không cần lưu trữ nhìn chầm chầm bàn sao. Còn không chờ Trần Tử Bình đáp lời đâu, bên cạnh Trương Thiên Minh lập tức liền tiến lên chụp khởi Trần Tử Bình mông ngựa tới. Hải, vương lão đệ ngươi sốt ruột cái gì, Trần Công Tử nếu nói không cần lo lắng, kia khẳng định không thành vấn đề. Nói nữa, này không phải còn có năm cái chuyên viên giao dịch chứng khoán ở chỗ này 24 giờ các lượt chế nhìn chằm chằm bàn khẩu xu thế sao, không cần lo lắng. Các ngươi giữa nếu ai thật sự không yên lòng, cũng đại có thể chính mình lưu lại nơi này nhìn chằm chằm bái. Nghe được Trương Thiên Minh lời nói, ở đây này đó phú nhị đại nhóm lúc này mới lưu luyến mà thu hồi tâm tư, bắt đầu đi theo Trần Tử Bình một đạo đi ra giao dịch thất. Mọi người một bên cất bước hành tẩu đường xá trung, Trương Thiên Minh cũng cười ha hả mà tiến đến Trần Tử Bình bên người, tràn đầy nhiệt tình mà mở miệng nói. Trần lão ca, hôm nay chính là vất vả ngươi, từ sáng sớm thượng cũng đã tới giao dịch thất, còn vẫn luôn lao tâm lao lực lo liệu đến bây giờ. Hôm nay giữa trưa vô luận như thế nào, ngươi đến cấp huynh đệ ta một cái mặt mũi, hôm nay giữa trưa này đúng cơm trưa cần thiết đến từ ta tới làm ông chủ mới được. Trần Tử Bình vốn dĩ phía trước cũng chỉ là cùng bọn họ khách sáo khách sáo thôi. Rốt cuộc kinh thành đại thiếu, danh hiệu đỉnh ở trên đầu đâu. Nếu là liền một bữa cơm mời khách như vậy hào khí khí khái đều không biểu hiện ra ngoài nói. Làm sao có thể làm này đàn phú nhị đại nhóm cảm giác được chính mình khí phách chính là lời nói lại nói đã trở lại này ở đây phú nhị đại nhóm không sai việc lắm đến có 10 cái người nhiều nếu là chầu này cơm đều còn phải làm trần tử bình vị này kinh thành tới đại thiếu mời khách nói khi bọn họ làm địa đầu xà chủ nhà chẳng phải là không có từ xa tiếp đón không có làm đến nhiệt tình tiếp đại đạo lý đối nhân xử thế bởi vậy trương thiên minh lập tức liền mở miệng muốn tranh đoạt cái này mời khách ăn cơm trả tiền quyền trần tử bình cố ý cùng hắn khách sáo vài câu sau trương thiên minh cũng thái độ kiên quyết mà một hai phải mời khách không thể nói chuyện với nhau hai câu lúc sau Trần Tử Bình cũng liền thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng xuống dưới. Trương Thiên Minh lúc này biểu hiện ra ngoài thái độ, đã thực rõ ràng tràn ngập lấy lòng nịnh hót Trần Tử Bình, ý đồ kéo gần hai bên quan hệ ý vị. Bên cạnh đám kia phú nhị đại nhóm cũng đều không phải đồ ngốc, lập tức cũng đều phát hiện ra tới. Trần Tử Bình hôm nay buổi sáng hành vi, không thể nghi ngờ đã chứng minh rồi hắn xác thật có mang theo đại gia kiếm tiền năng lực. Đi theo hắn, đó chính là kiếm tiền trên đường chỉ lộ đèn sáng a. Không ít phú nhị đại tuy rằng mặt ngoài bất động thanh sắc, chính là trong nội tâm đầu cũng đã bắt đầu âm thầm cân nhắc đi lên.